Hộ Hoa Cao Thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 941, tên đầu heo này thật sự biết nghe lời. Huyện Mộc Dương cũng chẳng phải chưa từng được nghe qua danh tiếng của Hạ Thiên, sau tình huống phát huy thần uy ở thôn Hạ Dương, có vài tên cảnh sát tận mắt thấy được tình huống đã thổi phồng chuyện này. Nhưng dù sao cũng chỉ có một vài cảnh sát thấy được tình cảnh như vậy, phần lớn đám cảnh sát không được thấy cảm thấy không tin, dù sao cũng quá khoa trương, điều này thật sự khó làm người ta tin được. Chu Hậu Sinh cũng nghe qua chuyện này, hắn chỉ biết cười nhạt. Ngược lại tin tức Hạ Thiên có liên quan đến Thạch Trường Canh lại làm hắn tin tưởng, nhưng trước đó Chu Hậu Sinh chưa từng gặp mặt Hạ Thiên, nhưng khi biết được tên khốn này đánh bị thương con mình, hắn lập tức điện thoại cho Trịnh Đông Thăng, yêu cầu Trịnh Đông Thăng nhất định phải tìm ra câu trả lời thích đáng. Nhưng Chu Hậu Sinh lại không ngờ Hạ Thiên lại đánh cả Trịnh Đông Thăng, điều này làm hắn cảm thấy rất căm tức, cảm thấy đối phương làm như vậy chính là mưu kế của Thạch Trường Canh lúc này thạch trường canh dùng phương thức như vậy để tuyên cáo sự quay về của mình muốn cho người ta biết trong huyện mộc dương còn có họ thạch cũng vì như vậy mà chu hậu sinh tự mình đến nơi này hắn thấy mình phải cho thạch trường canh biết bây giờ huyện mộc dương không phải là thiên hạ của họ thạch phải là địa bàn của chu hậu sinh hắn nói nhảm tất nhiên là tôi hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn chu hậu sinh sao ông lại phiền phức như vậy chẳng lẽ các người đều thích tự ngược không bị đánh thì không chịu được sao Cục trưởng Thạch, nếu anh không cho tôi một câu trả lời thích đáng, vậy thì đừng trách tôi không nể mặt. Chu hậu sinh nhìn Thạch Trường Canh, trong giọng nói mang theo hương vị uy hiếp. Thạch Trường Canh chợt cảm thấy buồn bực, cuối cùng hắn cũng hiểu, thì ra Chu hậu sinh cho rằng mình là hậu trường của Hạ Thiên, hèn gì mà đối phương đến đây hung sư vấn tội. Sao ông ngu ngốc vậy? Hạ Thiên mở miệng mắng. Điều này có liên quan gì đến chú ấy? Là đứa con ngu ngốc của ông dám có ý với vợ tôi, Hắn còn sống thì ông nên cảm tạ tôi mới đúng, tôi cảm thấy rất khó hiểu, vì sao con của ông ngu như vậy? Thì ra hắn có một người cha họ chứ, tất nhiên con cũng họ chứ. Cậu, Chu Hậu Sinh dù lòng giả có khoáng đạt thế nào nhưng bị Hạ Thiên mắng như vậy cũng không thể nhịn được nữa, hắn đột nhiên giống lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người đâu, ra đây. Khi âm thanh của hắn vang lên thì hai tên cảnh sát từ trong xe đi ra. Rõ ràng Chu Hậu Sinh đã có chuẩn bị, nếu Thạch Trường Canh không nể tình, như vậy hắn sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế. Đưa hắn về cục. Chu Hậu Sinh chỉ vào Hạ Thiên rồi ra lệnh cho hai tên cảnh sát. "Trông, đừng để bọn họ có được chứng cứ." Vân Thanh vội vàng khẽ nhắc nhở một câu bên tai Hạ Thiên, nàng coi như hiểu rõ hắn, người này nhất định sẽ ra tay đánh người, vì vậy nàng nhắc nhở hắn một câu. Nàng biết Hạ Thiên có thể làm được điều này, nhưng hắn lại thích đánh người quang minh chính đại không thích sử dụng chiêu thức không ai nhìn thấy. Vân Thanh hy vọng Hạ Thiên có thể thay đổi thói quen xấu quang minh chính đại kia, như vậy có thể giảm được rất nhiều phiền toái, dù là giết người, chỉ cần không có chứng cứ thì người ta cũng chẳng làm gì được. Vân Thanh vừa nói dứt lời thì hai tên cảnh sát chợt ngã xuống đất không một tiếng động, bọn họ hôn mê không chút dấu hiệu. Không thể không nói Vân Thanh nhắc nhở rất kịp thời, Hạ Thiên định ra tay đánh hai tên cảnh sát, nhưng nghe được lời nhắc nhở của Vân Thanh thì hắn thay đổi ý kiến. Sau đó hắn dùng phương pháp mà chẳng ai có được chứng cứ để đánh gục hai tên cảnh sát. "Này, đầu heo, còn ông đã vào bệnh viện, sao ông không vào cùng cho vui?" Hạ Thiên hỏi Chu Hậu Sinh một câu. "Mày nói cái?" Chu Hậu Sinh cực kỳ tức giận, nhưng hắn vừa nói ra được ba chữ thì đột nhiên cảm thấy váng đầu, sau đó hắn ngã ngửa trên mặt đất. Trong lúc choáng váng Chu Hậu Sinh còn nghe được âm thanh của Hạ Thiên. "Đầu heo này đúng là biết nghe lời." Nói ông ta đến bệnh viện thì sinh bệnh ngay. Chu Hậu Sinh chỉ cảm thấy máu nóng xông lên họng, sau đó hắn hoàn toàn hôn mê. "Ủa, ba ba, chú Chu bị làm sao vậy?" Thạch Thuần dùng giọng tò mò hỏi. "Bọn họ sinh bệnh." Thạch Trường canh nhàn nhạt, nhạt nói một câu, sau đó hắn quay đầu nhìn Thạch Tiểu Hổ. "Gọi điện thoại cho bệnh viện để xe cứu thương đến đây." "Vâng, chú Thạch." Thạch Tiểu Hổ gật đầu. Sau khi Thạch Trường Canh không còn làm quan thì cách xưng hô của Thạch Tiểu Hổ cũng thay đổi, hắn không còn gọi Thạch Trường Canh là cục trưởng. "Tiểu Thanh, Hạ Thiên, chúng ta vào nhà thôi." Vẻ mặt của Thạch Trường Canh vẫn rất bình tĩnh, Chu Hậu Sinh nhất định không phải là sinh bệnh mà vì bị Hạ Thiên ra tay, nhưng Hạ Thiên làm thế nào được như vậy thì Thạch Trường Canh không thể biết. Vì vậy lúc này hắn dứt khoát làm một kẻ hồ đồ, cũng không hỏi gì, coi như chưa từng thấy sự kiện này. Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến hắn và Vân Thanh theo Thạch Trường canh vào nhà, Thạch Thuần và Vân Tú Mai cũng theo vào, chỉ để lại một mình Thạch Tiểu Hổ ở bên ngoài gọi điện thoại. Chị Thanh, sẽ không có gì chứ? Sau khi vào nhà thì Vân Tú Mai dùng giọng lo lắng hỏi. Không có gì, nếu có người đến hỏi thì chỉ cần nói không thấy gì, cũng không cần giấu giếm gì cả, tất nhiên cảnh sát sẽ chẳng thể tìm ra chứng cứ. Vân Thanh an ủi Vân Tú Mai một câu, nàng tin với năng lực của Hạ Thiên, hơn nữa hắn đã lùi lại một bước, dù thật sự tìm được chứng cứ thì nàng tin hắn cũng có thể giải quyết vấn đề. Vân Tú Mai nghe Vân Thanh nói như vậy thì cũng yên tâm hơn rất nhiều, nàng cũng tin Vân Thanh và Hạ Thiên, vì nàng biết Thạch Trường Canh và Thạch Tiểu Hổ được cứu ra đều nhờ vào biện pháp của Vân Thanh và Hạ Thiên. Điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên, Vân Thanh không khỏi nhìn hắn, nàng rất muốn hỏi hắn có bao nhiêu bà vợ, vì sao điện thoại cứ bận rộn như vậy. Nhưng lúc này Vân Thanh đã hiểu lầm Hạ Thiên, vì cuộc điện thoại này căn bản không phải là vợ Hạ Thiên gọi đến, thực tế cũng không phải là phụ nữ điện thoại đến, mà là một người đàn ông, cũng chính là Đái Kim mà Hạ Thiên đã gặp vào giấc chưa. Này anh bạn, tôi là Đái Kim. Điện thoại vừa nối thông thì Đái Kim đã giới thiệu. Anh bạn có rãnh không? Đi ra uống trà, bên cạnh tôi còn có vài người bạn, mọi người cùng nhau tâm sự. Đái Kim hình như sợ Hạ Thiên không đồng ý, vì vậy hắn hạ thấp âm thanh nói. Anh bạn, trong đám bạn của tôi có cả người đẹp chất lượng cao nhưng tôi bị bạn gái kèm quá chặt nên không dám ra tay nhưng anh thì quá trâu có lẽ không có vấn đề có thể đến thu phục nàng ta đừng để hàng ngon vào tay thằng khác như vậy cũng được anh sẽ sang xem thế nào hạ thiên suy nghĩ và cuối cùng đưa ra quyết định hắn thuận tay kéo vân thanh chị vân thanh có người hẹn tôi đi uống trà chỉ có đi không thực tế thì người đẹp trong lời nói của đái kim cũng không hấp dẫn được hạ thiên hắn thấy trình độ của đối phương bình thường, như vậy người đẹp mà đối phương nói ra chưa chắc là người đẹp. Sở dĩ hắn đồng ý vì muốn kéo Vân Thanh đi, vì hắn cảm thấy mình ở lại căn bản không thể chung đụng với Vân Thanh, vì thế không bằng rời khỏi thạch Gia, sau đó tìm cơ hội ở cùng Vân Thanh. chương 942, một tên lường gạt ngôi sao. Đái Kim hẹn Hạ Thiên đi uống trà, nhưng khốn nổi địa điểm uống trà chẳng phải là quán trà, thực tế khá gần nhà thạch trường canh, Đại khái là chỉ cách xa 500m mà thôi, hơn nữa cũng là một tòa biệt thự không khác gì nhà Thạch Trường Canh. Khi Hạ Thiên và Thạch Trường Canh đến nơi này thì Đái Kim đang chờ, khi Hạ Thiên giới thiệu Vân Thanh là vợ mình thì Đái Kim lại càng bội phục. Con bà nó, thằng này thật sự quá trâu chó, tùy tiện đến đâu cũng có vài bà vợ đẹp như mộc, giữa chưa có một em, bây giờ mới qua 2 giờ lại đổi hàng nóng khác. Đái Kim đưa hai người vào biệt thự, sau đó đi vào một gian phòng khách có vài người một trong số đó là bạn gái địch viện của đái kim nàng đang pha trà nghệ thuật anh bạn viện viện pha trà rất ngon trước tiên anh nếm thử đái kim đưa một ly trà cho hạ thiên sau đó hắn đưa một ly cho vân thanh hạ thiên nhận lấy ly trà hắn uống một ngụm rồi khẽ gật đầu cũng không tệ lắm anh thích là tốt đến đây tôi giới thiệu cho anh vài người bạn đái kim lúc này bắt đầu giới thiệu thân phận vài người trong phòng ngoài địch viện còn có hai nam một nữ đầu tiên đái kim lại giới thiệu người phụ nữ cho hạ thiên anh bạn đây là tưởng hiểu di là một ngôi sao rất nổi tiếng anh đã nghe qua chưa rõ ràng tưởng hiểu di này chính là người đẹp mà trước đó đái kim nhắc đến hạ thiên nhìn tưởng hiểu di hắn phát hiện cô nàng có tướng mạo không tệ nếu so sánh thì mạnh hơn địch viện rất nhiều nhưng trang điểm quá đậm dáng người lại kém vân thanh tóm lại một câu người này không đủ trình độ làm vợ hắn chưa từng nghe qua Hạ Thiên Thuận miệng nói một câu, hắn thật sự chưa từng nghe qua, hắn chỉ biết rõ hai ngôi sao mà thôi, một là An Khả Khả, một người khác là Triệu Vũ Cơ, đây là hai bà vợ của hắn, tất nhiên bây giờ Liễu Mộng cũng có thể coi là ngôi sao. À, Đái Kim nghe nói như vậy thì có chút xấu hổ, vẻ mặt tưởng hiểu gì cũng không dễ nhìn, ngược lại địch viện lại cảm thấy Đái Kim không gạt mình, Hạ Thiên này thật sự không giống người thường. Mới chốt lát mà hắn đã thay đổi một người phụ nữ mới ở bên cạnh, mà dáng người của đối phương còn mạnh hơn, còn đẹp hơn cả tưởng hiểu gì. À, anh bạn, đây là đạo diễn nổi tiếng quốc tế, Ngô An Phong, còn vị này là... Đái Kim tiếp tục giới thiệu hai người đàn ông cho Hạ Thiên, đạo diễn Ngô An Phong hơn 50, một người khác thì ít tuổi hơn, khoảng 40, tóc hai người này đều rất dài, có khí chất của nghệ thuật ra. Đái Kim còn chưa nói dứt lời thì người đàn ông hơn 40 đã đứng lên, hắn dùng ánh mắt vui mừng nhìn Hạ Thiên cậu là Hạ Thiên Hạ Tiên Sinh có phải không? Chúng ta đã từng gặp mặt, vài tháng trước đã từng gặp nhau ở Hồ Bắc, lần đó anh đi cùng Liễu Mộng Tiểu Thư, tôi là Hoắc Nham, Hạ Tiên Sinh còn nhớ tôi không? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. À, thì ra là anh, là một tên lừa gạt người ta làm ngôi sao. Điều này, Hạ Tiên Sinh, tôi thật sự không lừa đảo, nhưng tôi quả thật là người tìm kiếm ngôi sao. Thật ra sau sự kiện lần đó tôi luôn nghe ngóng tin tức về Liễu Tiểu Thư, vì vậy mới biết rõ tên tuổi của cậu hoác nham có chút vội vàng cũng có chút hưng phấn thật ra khoảng thời gian trước tôi rất muốn đến thăm hỏi hạ tiên sinh nhưng lúc đó nghe nói anh không có mặt ở thành phố giang hải tôi đành thôi cũng không ngờ chúng ta có thể gặp mặt nhau ở đây đúng là trùng hợp hạ thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn hoác nham anh tìm tôi làm gì tôi và anh cũng không quen hạ tiên sinh Thật ra chúng tôi thật sự có thành ý muốn mời Liễu Mộng Tiểu thư làm diễn viên chính cho bộ phim mới của chúng tôi, chúng tôi cũng đã từng cử người đến liên hệ với Liễu Mộng Tiểu thư, nhưng nghe nói chuyện này người quyết định là cậu, vì vậy tôi muốn hỏi ý kiến của cậu. Hoắc Nham không thể chờ đợi thêm. Bộ phim này chúng tôi đầu tư rất lớn, do anh Ngô An Phong làm đạo diễn, tôi tin sau khi làm xong sẽ tạo nên tiếng vang rất lớn. À, anh bạn, đạo diễn Ngô chính là đạo diễn nổi tiếng cả nước, cũng là đạo diễn mát tay nhất. Đái Kim cũng nói một câu. Chưa từng nghe qua. Hạ Thiên hời hợt nói một câu. Tôi không quan tâm đến vấn đề này, còn chị Mộng có thích làm diễn viên hay không, điều này cần phải xem chị ấy có thích hay không, để sau này tôi hỏi chị ấy xem thế nào. À, tạm thời không nhắc đến vấn đề này nữa, mọi người uống trà, uống trà thôi. Đái Kim phát hiện dù nói thêm điều gì cũng khó thể cứu vãn mặt mũi của đạo diễn ngô, vì thế hắn tranh thủ di chuyển chủ đề mọi người thật sự không tiếp tục bàn về vấn đề này địch viện tiếp tục pha trà mọi người vừa uống trà vừa nói chuyện nhưng hạ thiên lại không nhập cuộc với đám người này khốn nổi ngoài đái kim và hót nham thì những người khác cũng không có hứng thú chuyện trò với hạ thiên đặc biệt là tưởng hiểu di và ngô an phong hai người bọn họ không có hảo cảm với hạ thiên ngược lại thì vân thanh và địch viện có vẻ khá thân thiện nghe địch viện và vân thanh nói chuyện hạ thiên cuối cùng cũng hiểu thì ra đái kim và địch viện cùng đến từ vùng duyên hải Nhà làm kinh doanh, rất nhiều tiền. Nhưng hai người này suốt ngày không chịu làm việc chính, đái kim cả ngày đeo vàng chạy đi khắp nơi, mà Địch Viện thì càng kỳ quái, nàng suốt ngày theo chân các đạo diễn. Tất nhiên vấn đề theo chân các đạo diễn không liên quan đến quan hệ nam nữ, nàng thích theo đám đạo diễn vì muốn lộ mặt trong phim ảnh, nói rằng ghi lại tuổi thanh xuân, như vậy vài năm sau người ta vẫn có thể thấy nàng xinh đẹp. Vì Địch Viện muốn lộ mặt một lúc mà thôi, vì vậy chỉ cần sắp xếp một chút là được nàng cũng thường xuyên tài trợ chút tiền vì vậy đa số đạo diễn đều đáp ứng yêu cầu của nàng lần này địch viện đến huyện mộc dương với nguyên nhân cũng giống như trước kia nàng muốn làm một diễn viên phụ vì nghe nói đạo diễn ngô an phong đến huyện mộc dương nên nàng đi theo nhưng ngô an phong cũng không dễ nói chuyện mãi đến bây giờ lão vẫn chưa đồng ý sắp xếp nhân vật cho địch viện này anh bạn liễu mộng mà hoác nham vừa nói đến là gì của anh đái kim nhớ đến vấn đề này thì nhịn không được phải dò hỏi vợ của tôi. Hạ Thiên Thuận miệng trả lời. À, tôi đã gặp chưa? Đái Kim không nhịn được phải hỏi. Chưa? Hạ Thiên nhanh chóng trả lời. Đái Tiên Sinh, anh có lẽ cũng đã nghe qua giang tiếng của chị ấy rồi, chị ấy rất nổi tiếng. Vân Thanh cũng hiểu về Liễu Mộng. Đĩa nhạc của chị ấy còn dễ bán hơn cả của Triệu Vũ Cơ. Bây giờ đĩa bán chạy nhất chẳng phải là của ma nữ Mộng Mộng sao? Địch viện không khỏi hỏi, sau đó nàng la hoảng Ủa, ma nữ mộng mộng Chính là liếu mộng mà mọi người đang nói sao Đúng vậy Chị mộng thích làm ma nữ Vì vậy tự xưng là ma nữ mộng mộng Hạ thiên trả lời Ôi, tôi rất thích giọng ca của chị ấy Có cơ hội nhất định phải xin gặp mặt một lần Địch viện hưng phấn nói Đúng lúc này điện thoại của Hạ thiên vang lên Hắn nhìn dãy số mà không khỏi thầm nghĩ quá trùng hợp Vừa nhắc đến nàng thì điện thoại đến rồi chương 943, Liễu Mộng muốn đến huyện Mộc Dương. Tiểu bài hoại, chị rất tức giận. Điện thoại vừa nối thông thì âm thanh mất hứng của Liễu Mộng đã truyền đến. Hạ Thiên vội vàng nói. Chị Mộng, ai chọc chị tức giận, tôi sẽ giúp chị xử lý hắn. Vậy cậu mau xử lý chính mình đi, chính tiểu bài hoại cậu chọc giận chị. Liễu Mộng thở phì phò nói. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội. Chị Mộng, sao tôi lại chọc giận chị? chỉ có tiểu bại hỏi cậu mới thường xuyên làm chị tức giận. Giọng điệu của Liễu Mộng vẫn rất mất hứng. Cậu mau làm cho chị vui vẻ, nếu không chị ra ngoài đánh người. Chị Mộng, tôi thật sự không chọc giận chị. Hạ Thiên thật sự rất muốn làm cho Liễu Mộng vui vẻ, làm cho vợ mình vui tất nhiên là nhiệm vụ của đàn ông. Còn vấn đề Liễu Mộng có muốn ra ngoài đánh người hay không thì hắn chẳng quan tâm, điều này không liên quan gì đến hắn. Tiểu bại hỏi cậu đúng là, cậu còn chưa thừa nhận sao? rõ ràng là cậu lén chạy đi mà chẳng đưa chị theo vậy còn nói không chọc chị nổi giận liễu mộng càng thêm mất hứng chị rất giận tôi không chơi với cậu nữa cũng không cho cậu ăn bánh bao nữa sẽ để cho tiểu bại hoại cậu chết đói chị mộng tôi nào có gì đùa chơi đâu chỗ này chẳng có gì thú vị bằng thành phố giang hải nếu chị thấy thú vị tôi nhất định sẽ đưa chị đi hạ thiên cuối cùng cũng hiểu vì sao liễu mộng tức giận nhưng trong lòng hắn cũng có chút buồn bực trước kia hắn đi và chị Mộng còn chưa tức giận, lúc này sao lại tức giận. Cậu là đại lừa gạt, chị không tin cậu nữa, lần trước cậu đến huyện Mộc Dương, lần này lại đi, nhất định nơi đó phải rất vui vẻ thì cậu mới đến nữa. Chị mặc kệ cậu, chị cũng muốn đi chơi, nếu không chị chẳng để ý đến cậu. Trong giọng nói của Liễu Mộng rõ ràng có chút uy hiếp. Chị Mộng, nếu chị muốn thì cứ đến, tôi cũng không nói chẳng cho chị đến. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, Chỗ này cũng không quá xa, nếu Liễu Mộng muốn thì có thể đến bất cứ lúc nào. Bọn họ đều không cho chị đi, nói rằng phải được cậu đồng ý, tóm lại cậu nói với bọn họ một tiếng, để bọn họ chờ chị qua. Liễu Mộng có vẻ rất mất hứng. Được rồi, tôi sẽ điện thoại cho Kiều Đông Hải, để anh ấy sắp xếp người đưa chị đến. Hạ Thiên chỉ có thể đồng ý mà thôi, nếu chị Mộng đã cảm thấy nơi đây thú vị thì cứ để nàng đến, sau khi đến không thấy có gì vui thì sẽ quay về không cần chờ, bây giờ cậu điện thoại ngay, cậu ấy ở bên cạnh chị, bây giờ chỉ cúp điện thoại, cậu phải điện thoại cho cậu ấy ngay lập tức, nếu chị phát hiện cậu không điện thoại ngay, chị sẽ giận. Liễu Mộng nhanh chóng nói, sau đó nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên cũng không chần chừ, hắn lập tức điện thoại cho Kiều Đông Hải, mà Kiều Đông Hải tất nhiên chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết đồng ý sẽ sắp xếp người đưa Liễu Mộng đến huyện Mộc Dương. Sau khi Hạ Thiên cúp điện thoại thì Vân Thanh không nhịn được phải hỏi người điện thoại đến là chị Mộng sao? Đúng vậy, chị ấy muốn đến đây chơi, tôi cũng chỉ còn cách đồng ý mà thôi. Hạ Thiên không có biện pháp nào khác, chị Mộng này đôi khi dễ dỗ nhưng cũng không phải lúc nào cũng dễ như vậy, nếu lần này hắn không cho nàng đến, sợ rằng nàng sẽ nổi giận. Ma nữ Mộng Mộng thật sự sẽ đến đây sao? Địch viện dùng giọng hưng phấn hỏi một câu. Hạ Thiên sinh, cậu nói Liễu Tiểu Thư sẽ đến huyện Mộc Dương sao? Hoác Nham cũng vội vàng hỏi. Đúng vậy, chị ấy sẽ nhanh chóng đến đây, sớm nhất là tối nay, chậm nhất là ngày mai. Hạ Thiên trả lời. Ôi, thật tốt quá, tôi nhất định phải xin chữ ký của chị ấy. Địch viện thật sự rất vui mừng, sau đó nàng lại ao ước. Nếu được chụp ảnh cùng chị ấy thì còn tốt hơn. Chuyện tốt, rõ ràng là chuyện tốt. Hoác Nham cũng có chút kích động. Nếu lần này Liễu Tiểu Thư tình nguyện làm nhân vật chính thì quá tốt. Đái Kim không khỏi thầm nghĩ, anh bạn kia gom vài cô vợ đến đây, không sợ các bà vợ sẽ đánh nhau sao? Vân Thanh ở bên cạnh lại cảm thấy kỳ quái, đạo diễn Ngô An Phong bên kia không có hứng thú quá lớn với Liễu Mộc, nhưng Hoác Nham chỉ là một người tìm ngôi sao, nhân tuyển cho nhân vật chính cũng không phải do hắn định ra mới đúng. Còn nữa, nàng cũng biết về tưởng hiểu gì, đây là một diễn viên khá nổi tiếng trong nước, chính thức là nữ ngôi sao, cô gái này xuất hiện ở đây chắc chắn có liên quan đến đạo diễn Ngô. Như vậy chứng tỏ trong bộ phim sắp được thực hiện, tưởng hiểu gì sẽ là nhân vật chính, có một ngôi sao như vậy, việc gì phải tìm thêm cho mệt. Tất nhiên chuyện này cũng không liên quan gì đến Vân Thanh, hơn nữa Liễu Mộng còn chưa đến đây, dù đến cũng chưa chắc sẽ chịu làm nhân vật chính. Vì vậy bây giờ việc này không liên quan gì đến Hạ Thiên, vì thế dù Vân Thanh có chút mê hoặc thì cũng không truy đuổi nguyên nhân. Vì Vân Thanh và địch viện trò chuyện khá vui, Hạ Thiên và Vân Thanh cũng không thiếu thời gian, vì vậy hai người cứ ở lại. Nháy mắt đã hơn 5 giờ chiều, Đái Kim mời mọi người ra ngoài dùng cơm tối, nhưng Vân Thanh nói đã hẹn dùng cơm với em họ, tất nhiên sẽ không cùng đi với đám người Đái Kim. Trước khi Hạ Thiên và Vân Thanh rời khỏi biệt thự uống trà thì Vân Chí Quang điện thoại đến, hắn đang chờ ở quán lẩu chó huyện Mộc Dương. Bây giờ là mùa đông nên quán lẩu chó làm ăn rất tốt, thật ra cũng đừng khinh thường một huyện nhỏ như Mộc Dương, nơi đây có quá nhiều quán thịt chó nhưng chính thức làm lẩu chó cũng chỉ có một quán mà thôi những quán kia có thể nói là cây tơ bảy món chị anh rể mau vào đây vân trí quang đang đứng chờ hai người trước cửa quán khi thấy hai người vào thì lập tức chào đón nhiệt tình hơn một tháng không gặp mà hắn giống như biến thành một người khác cách ăn mặc gọn gàng ngăn nắp điều này cũng là bình thường vì thân phận của hắn bây giờ đã khác biệt so với trước đó bên ngoài gió lạnh thổi vù vù nhưng trong quán lẩu chó lại nóng hôi hổi không ít người đang ăn lẩu ở đây, quán ăn này cũng không có phòng, chỉ có bên trong và bên ngoài đại sảnh. Vân Chí Quang đi trước dẫn đường, hắn nhanh chóng tìm ra vị trí, chỗ đó có một người phụ nữ hơn 20 đang ngồi đợi. "Chào quản lý Vân, chào giám đốc Vân." Khi thấy đám người Vân Thanh tiến đến thì người phụ nữ này vội vàng đứng lên chào đón. Hạ Thiên không biết người phụ nữ này nhưng Vân Thanh lại biết, vì người phụ nữ này do chính nàng đưa đến, là Dương Mẫn, quản lý tài chính. Dương Mẫn là người địa phương trong huyện Mộc Dương, nhưng trước đó đi làm ở thành phố Giang Hải, lần này Vân Thanh đăng ký công ty ở thành phố Giang Hải nhưng nghiệp vụ lại ở huyện Mộc Dương, văn phòng cũng thiết lập ở đây. Hơn nữa nàng trả lương rất cao, Dương Mẫn rất hài lòng với chức vị hiện tại, vì lương cao, lại gần nhà, đãi ngộ như vậy là khó cầu. chương 944, Như Đại Căn Anh rể, em cố ý dặn bổn quán thịt một con chó, là loại chó tốt nhất, hương vị rất tốt. Vân Chí Quang rất nhiệt tình với Hạ Thiên, vì hắn biết mình có được ngày hôm nay đều nhờ công lao của anh rể. Vân Thanh đã nói với hắn rất rõ ràng, công ty này trên danh nghĩa là nàng đầu tư nhưng tiền lại là của Hạ Thiên. Hạ Thiên có hứng thú rất lớn với thịt chó, vì vậy hắn lập tức tấn công, mà Dương Mẫn lại có chút thận trọng, vì đến bây giờ còn chưa có ai nói cho nàng biết Hạ Thiên là ai. Cũng may Vân Thanh nhanh chóng hạ giọng Hàn Huyên với Dương Mẫn, nhưng chẳng qua chỉ hỏi thăm tình huống công ty. Vân Chí Quang dù rất quen thuộc với bản địa, công ty trên danh nghĩa cũng do hắn quản lý, nhưng thực tế có nhiều chuyện do Chính Dương Mẫn làm. Vân Thanh cho Dương Mẫn quyền lực khá lớn, dù sao Dương Mẫn cũng tốt nghiệp đại học mà Vân Chí Quang thì không có trình độ văn hóa tốt. Vì vậy một bàn nhanh chóng chia thành hai nhóm, hai người phụ nữ Vân Thanh và Dương Mẫn ăn không nhiều, chủ yếu bàn về chuyện công tác, mà Vân Chí Quang và Hạ Thiên đều đặt hết tâm tư lên vấn đề ăn uống. Hạ Thiên đang ăn rất ngon thì bên cạnh vang lên một âm thanh. Ủa, đây không phải là Tiểu Vân và Tiểu Dương sao? Các người cũng đến đây ăn lẩu à? Ông chủ nghiêu. Vân Chí Quang vội vàng đứng lên chào mời, mà Dương Mẫn cũng đứng lên, rõ ràng bọn họ đều biết đối phương. Hạ Thiên thì không quan tâm, hắn vẫn tiếp tục ăn uống, Vân Thanh cũng quay đầu nhìn thoáng qua, nàng phát hiện ông chủ nghiêu là một người đàn ông hơn 40, bụng phệ. Tiểu Dương, tôi đang uống rượu với trưởng phòng vương phòng giao thông, cô giúp tôi sang kính vài ly. Ông chủ Nghiêu lập tức chĩa sang Dương Mẫn, mùi rượu cũng phả lên trời, rõ ràng đã uống không ít. Không có vấn đề, không có vấn đề. Vân Chí Quang lập tức đón lời. Dương Mẫn, chúng ta cùng đi mời rượu. Vân Chí Quang và Dương Mẫn chuẩn bị đứng lên, nhưng đúng lúc này lại phát sinh sự việc ngoài ý muốn. Nguyên nhân rất đơn giản, ông chủ Nghiêu này cuối cùng cũng phát hiện ra Vân Thanh ông chủ nghiêu đã uống đến mức say khướt hơn nữa đèn trong quán lẩu cũng không phải quá sáng điều này làm cho hắn khó thể nhìn cho rõ vì vậy lúc bắt đầu hắn cũng không nhìn thấy vân thanh vì tất cả sự chú ý của hắn tập trung lên người dương mẫn dương mẫn thật ra không phải đại mỹ nữ huynh quốc huynh thành nhưng bộ dạng không tệ nếu đặt vào trong một huyện nhỏ thế này cũng thật sự xem là người đẹp hiếm có cũng chính vì như vậy mà ông chủ nghiêu này mới tương đối quan tâm đến nàng nhưng sau khi ông chủ nghiêu phát hiện ra Vân Thanh thì lập tức đứng ngây ngốc, người đẹp, đúng là người đẹp siêu cấp, thậm chí còn ngon hàng hơn mấy con ngôi sao hắn đã từng thấy trên TV. Hắn đã từng ra vào tất cả các tụ điểm ăn chơi ở huyện Mộc Dương, đã trải qua hàng trăm trận chiến với đủ loại gà, đồng thời cũng cho rất nhiều gái nhà lành lên dĩa, nhưng một người phụ nữ xinh đẹp như vậy thì hắn chưa từng được gặp, huyện Mộc Dương này khi nào thì có một đại mỹ nữ như vậy. Ông chủ Nhiêu, ông chủ Nhiêu, trưởng phòng vương đang chờ, chúng ta đi thôi. Vân Chí Quang thấy tình hình không đúng thì lập tức mở miệng. Anh Nghiêu, làm gì vậy? Mau đến đây uống rượu. Một người đàn ông trung niên ở bên bàn cách đó không xa cũng hô lên một câu. Đến ngay, đến ngay. Ông chủ Nghiêu cuối cùng cũng có phản ứng, hắn dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Vân Thanh, sau đó xoay người bỏ đi. Vân Chí Quang cuối cùng cũng thở ra, hắn nháy mắt với Dương Mẫn, sau đó vội vàng đi theo hai phút sau dương mẫn đã quay lại nhưng vân trí quang vẫn còn ở bên kia chưa về giám đốc vân trưởng phòng vân còn ở bên kia uống rượu với trưởng phòng trương và ông chủ nghiêu anh ấy bảo chúng ta cứ ăn trước ăn xong thì đi không cần chờ dương mẫn khẽ nói với vân thanh ông chủ nghiêu kia là người nào vân thanh đã ý thức được thân phận của đối phương không tầm thường vì nàng thấy vân trí quang có ý nịnh bợ đối phương người này tên là nghiêu đại căn là ông chủ lớn ở nơi đây nghe nói có rất nhiều quan hệ trong huyện em cũng không biết tình huống cụ thể nhưng gần đây những công trình cải tạo đường trong huyện ít nhất cũng có một nửa bị hắn nắm vào trong tay những công trình mà công ty chúng ta tiếp nhận được vào lúc này thật ra đều lấy ra từ trong tay hắn dương mẫn khẽ giải thích trưởng phòng vân có quan hệ rất tốt nghe trưởng phòng vân nói tên nghiêu đại căn này thật sự rất dễ đối phó đặc điểm lớn nhất chính là háo sắc trước đó trưởng phòng vân làm quen với người này sau đó mời đi tắm hơi vài lần cuối cùng có được công trình dương mẫn dừng lại một chút rồi lo lắng nói giám đốc vân trưởng phòng vân nói chúng ta nên đi sớm một chút tên nghiêu đại căn kia quá háo sắc chị lại xinh đẹp nếu hắn thấy được thì sẽ phiền phức đừng lo sẽ không có gì vân thanh cũng không quá quan tâm tất nhiên nàng chỉ lo lắng về hạ thiên mà thôi mà đây rõ ràng cũng không phải nàng muốn dẫn đến phiền toái căn bản là nàng chẳng vì sợ một tên háo sắc mà làm cho bữa cơm mất ngon. Dương Mẫn không nói gì, trước đó nàng lo lắng Nghiêu Đại Căn có ý đổ bất lương với mình, nhưng bây giờ nàng cảm thấy mình lo là thừa. Sau khi Nghiêu Đại Căn thấy được Vân Thanh thì hình như không còn hứng thú với nàng, tuy đây là chuyện tốt với nàng, nhưng nàng cảm thấy đó là chuyện không tốt với Vân Thanh. Lúc này ở trên một bàn nhậu cách đó không xa, Vân Chí Quang đang liên tục mời rượu. Anh Nghiêu, làm một ly nữa, trước nay anh luôn quan tâm đến em hôm nay em phải uống với anh cho thoải mái vân trí quang trước kia từng lăn lộn giang hồ hắn biết muốn liên hệ với loại người như nghiêu đại căn thì cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi vì vậy mới dễ dàng lấy được công trình trong tay đối phương nhưng vấn đề bây giờ chính là tên khốn nghiêu đại căn lại giống như vừa ý chị họ xinh đẹp của hắn vì vậy hắn dứt khoát để cho đối phương say khướt rồi nói sau tiểu vân uống rượu không thành vấn đề đừng nói là một ly 10, 10 ly cũng ok. Đầu lưới của Nghiêu Đại Căn có vẻ đã uốn éo, mở miệng không quá rõ ràng, hắn dùng tay ôm vai Vân Trí Quang. Nhưng, anh em này, có chuyện chú phải giúp anh, chỉ cần chú giúp anh, chúng ta sẽ là anh em, không, còn thân hơn cả anh em ruột. Anh Nghiêu, anh Nghiêu, đừng nói vậy, giúp anh làm việc là chuyện em nên làm, em nhất định sẽ ra tay, anh cứ việc phân phó là được. Vân Trí Quang vội vàng nói, trong lòng có chút bất an chẳng lẽ tên này còn chưa say, vì vậy hắn nâng ly rượu lên nói. Xô, so, anh Nhiêu, uống trước, em làm trước. Vân Chí Quang uống cạn, như đại căn không uống, lúc này hắn quay đầu nhìn về phía Vân Thanh. Chú Chí Quang, chú biết anh rồi đây, chú giúp anh bắt gái, anh sẽ làm cho, làm cho cô nàng kia. chương 945, mày mới không hiểu chuyện. Con bà mày, làm cho con bà mày ấy. Vân Chí Quang tức giận thầm mắng một câu nhưng ngoài mặt lại tươi cười, cười. Anh Nhiêu, điều này đúng là không được, đó là chị em, chị ấy đã lập gia đình, anh rể của em cũng ngồi bên cạnh. Nếu không thì thế này, chút nữa chúng ta đến Đại Phú Hào, nghe nói chỗ đó có hàng mới, đảm bảo anh thỏa mãn. Chú Chí Quang, chú nói như vậy là không đúng, nhà chú chỉ có duy nhất một đứa con trai là chú, chú làm gì có chị. Nhiêu Đại Căn lập tức mất hứng. Anh Nhiêu, đó là chị của em, là chị họ, dù là chị họ nhưng thân như chị ruột. Nếu em thật sự làm điều gì không tốt với chị mình, như vậy còn là người sao? Vân Chí Quang vội vàng nói. Chú nói vậy có ý gì? Cho chị chú theo anh, chú không phải là người sao? Anh Nhiêu đây không có tiền à? Nhiêu đại căn càng mất vui, cũng tỉnh hơn một chút, nói chuyện không còn lắp bắp. Chú Chí Quang, bây giờ anh hỏi chú một câu, chú có coi anh là anh em không? nếu là anh em thì phải giúp anh bắt gái anh nhiêu em xem anh là đại ca nhưng anh là anh em của em như vậy cũng đừng ép em làm những chuyện không có tính người như vậy vân trí quang cảm thấy mình không phải là người tốt nhưng hắn không phải kẻ bán đứng chị mình điều này hắn làm không được hừ ông gọi chú làm em là nể mặt lắm rồi chú không nể mặt anh sao như đại can đột nhiên vỗ bàn hắn mắng lớn chỉ là một con đàn bà mà chú ra sức khước từ bây giờ anh nói cho chú biết chú phải thu phục cho anh như vậy anh sẽ giao tất cả công trình cho chú nếu chú làm không được ngày mai chú mang người của mình cút đi anh nghiêu đừng kích động đừng kích động một người đàn ông khác ngồi uống rượu cùng bàn với nghiêu đại căn chợt mở miệng khuyên bảo vân trí quang cũng không nhận ra đối phương nhưng nghiêu đại căn nói đây là trưởng phòng vương phòng giao thông lúc này trưởng phòng vương khuyên nghiêu đại căn một câu rồi quay đầu nhìn vân trí quang hắn dùng giọng trách móc nói này tiểu tử, sao cậu không hiểu chuyện như vậy? Chỉ là một con đàn bà mà thôi, cậu cần gì phải? Mẹ mày mới không hiểu chuyện, vì vậy mới đẻ ra loại khốn nạn như mày. Vân trí Quang cũng đột nhiên bùng nổ. Ông đếch nhịn được nữa, hai đứa chúng mày chẳng phải chỉ là một đứa có tiền một đứa có quyền thôi sao? Ông chẳng phải chỉ nhận chút công trình trong tay chúng mày thôi sao? Hừ, dám có ý đồ bất chính với chị ông, đừng nghĩ ông sợ chúng mày, cùng lắm thì đếch cần tiền. Vân Chí Quang định nghĩ sẽ ẩn nhẫn nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nếu là trước kia có người nói Vân Thanh như vậy thì hắn sẽ chưa đến mức tức giận như bây giờ, nhưng bây giờ hắn đã quá cảm kích chị họ của mình, thật sự coi nàng là chị ruột, như đại can lại mắng chị hắn, tất nhiên hắn sẽ bộc phát. Khốn nổi vừa rồi tên trưởng phòng vương lại nói hắn không hiểu chuyện, cuối cùng hắn khó nhịn được, trực tiếp mắng xối xả lên đầu đối phương, mắng xong cũng không thèm ở lại mà đi về phía bàn Vân Thanh. Được, tiểu tử này không biết xấu hổ sao, để xem sau này ông làm chúng mày khổ chết như thế nào. Tao đã nói rồi, sau này mày đừng hòng làm ăn gì ở đất Mộc Dương này, ông chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể. Như đại căn bây giờ cũng không quan tâm đây là nơi nào, hắn công khai uy hiếp Vân Trí Quang. Trong quán lẩu có không ít người, nhưng không ai nói gì, chỉ biết xem náo nhiệt. Nhưng Nghiêu Đại Căn còn chưa nói dứt lời thì thân thể trượt nghiêng rồi ngã lăn xuống đất anh nghiêu anh làm sao vậy này anh tỉnh trưởng phòng vương ngồi xổm xuống xem xét tình hình của nghiêu đại căn nhưng hắn vừa nói xong thì nghiêng người ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự lần này thì nhân viên phục vụ quán lẩu bắt đầu kinh hoàng ông chủ ông chủ không tốt rồi một nhân viên phục vụ lớn tiếng hô lên ông chủ quán rượu lập tức đi đến hắn cúi đầu nhìn sau đó lớn tiếng nói không có gì đừng lo uống rượu say quá mà thôi Mọi người cứ tiếp tục ăn uống. Mọi người nghe ông chủ quán nói như vậy thì cũng bình tâm hơn, uống say ngất đi là bình thường, uống rượu ngủ trên đất cũng không có gì là lạ. Lúc này ông chủ quán nhanh chóng kêu vài người đưa hai người này ra ngoài, khi hai tên kia được đưa đi thì quán rượu khôi phục như thường. Hừ, hai thằng khốn nạn, tốt nhất là uống chết luôn đi. Vân Chí Quang căm giận mắng một câu, sau đó hắn cầm bình rượu trên bàn chuẩn bị rót ra ly. Bây giờ hắn rất bức bối có được chút mối làm ăn thì bây giờ lại mất đi muốn làm việc đàng hoàng sao khó khăn như vậy nhưng khi cầm chai rượu thì vân trí quang phát hiện bên trong trống không trong lòng cảm thấy kỳ quái sao trên bàn có vỏ chai rượu trước đó hắn nào có gọi rượu vân trí quang nhìn quanh hắn thấy không phải chỉ có một chai rõ ràng có năm chai rượu chị rượu này có chuyện gì đây vân trí quang không nhịn được phải hỏi chồng chị uống vân thanh trả lời sau đó nàng dùng ánh mắt lo lắng nhìn hạ thiên sau đó khẽ hỏi chồng cậu không sao đấy chứ sao cậu uống nhiều như vậy dương mẫn ở bên cạnh không khỏi trợn mắt há mồm vì nàng thấy hạ thiên gọi nhân viên phục vụ đưa ra năm chai rượu đế sau đó uống một hơi hết sạch giống như uống nước điều này làm cho nàng cảm thấy khó tưởng đừng nói là uống rượu dù là uống nước ngọt cũng không thể được nhiều như vậy không có gì giống như uống nước thôi hạ thiên thuận miệng nói chồng, đây là rượu, sao lại giống nước? uống nhiều sẽ trúng độc. Vân Thanh không khỏi nói, tuy nàng biết chồng mình lợi hại, nhưng cũng không nên uống như vậy. chị Vân Thanh, tôi uống rượu sẽ không trúng độc cồn. Hạ Thiên cười hì hì. còn nữa, tôi nói cho chị biết một bí mật, thật ra rượu tôi uống vừa rồi bây giờ đã thành nước rồi. tôi không tin. Vân Thanh trừng mắt nhìn Hạ Thiên. vậy cồn bên trong đi đâu rồi? Côn thì chuyển sang người hai tên ngốc kia. Hạ Thiên lười biếng nói. Hai tên khốn kia không biết sống chết, dám có ý với vợ tôi, tôi phải xử lý bọn họ. Vân Thanh chợt sướng sờ, nàng khẽ hạ giọng. Chồng, cậu nói, như đại căn đột nhiên té xuống đất, là cậu làm sao? Vân Chí Quang có hơi ngẩn ngơ, hèn gì hắn cảm thấy sự việc quá trùng hợp, thì ra vị anh rể lợi hại này âm thầm ra tay sao? chương 946, người quá keo kiệt sẽ trở thành ngu ngốc. Chị Vân Thanh, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên không trả lời vấn đề của Vân Thanh, hắn đã ăn no, cũng không muốn ở lại chỗ này, bây giờ hắn và nàng nên đến thế giới của hai người. À, được. Vân Thanh khẽ gật đầu, sau đó nàng phân phó Vân Trí Quang một câu. Tiểu Quang, cậu đi thanh toán tiền, chúng ta cũng nên đi sớm, đừng nên ở lại đây. Biết rồi, chị. Vân Chí Quang khẽ gật đầu, sau đó vội vàng đi tính tiền. Hạ Thiên và Vân Thanh nhanh chóng rời khỏi quán lẩu, sau khi rời khỏi cửa thì Vân Thanh không nhịn được phải hỏi. Chồng, hai người kia thế nào rồi? Cũng không có gì, có lẽ chúng độc cồn mà chết. Hạ Thiên hời hợt nói. Vân Thanh chợt ngẩn ngơ, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao Hạ Thiên uống nhiều rượu như vậy, thì ra muốn tạo nên sự kiện chúng độc cồn. Bây giờ chúng ta đi đâu? Vân Thanh không nhắc đến chuyện này mà di chuyển chủ đề, bây giờ là buổi tối, nhưng nàng cũng không biết Hạ Thiên sẽ về với Kiều Tiểu Kiều hay đi với mình. Hạ Thiên còn chưa kịp nói thì điện thoại đã vang lên, hắn lấy ra xem mà không khỏi thầm nghĩ, quỷ keo kiệt này đến nhanh vậy sao? Này, quỷ keo kiệt, chị còn lạnh sao? Hạ Thiên nhanh chóng nhận điện thoại, hắn mở miệng hỏi, người gọi đến chính là Ninh Khiết. Bây giờ còn rất tốt. Giọng điệu của Ninh Khiết rất bình thường, sau đó nàng nói thêm tôi đã đến huyện Mộc Dương, cậu đang ở đâu? Chị đến nhanh vậy à? Hạ Thiên có chút buồn bực, quỷ keo kiệt kia đến quá nhanh, xem ra hắn không thể nào đi mướn phòng với chị Vân Thanh được nữa. À, tôi vừa đến được một lúc, đang ở trong phòng 901 của khách sạn Đông Thăng, bây giờ cậu có rảnh không? Ninh khiết khẽ hỏi. Được rồi, tôi sẽ qua. Hạ Thiên suy nghĩ rồi đồng ý, quỷ keo kiệt đã bị lạnh khủng bố, điều này làm hắn cảm thấy lạ, vì dựa theo lẽ thường thì nàng sẽ không thể nào tiến đến mức độ như thế trong khoảng thời gian quá nhanh. Được, tôi chờ cậu. Sọng điệu của Ninh khiết giống như không còn như trước, nàng nói chuyện với Hạ Thiên có vẻ dịu dàng hơn, không còn là oan ra gặp nhau như trước. Hạ Thiên cúp điện thoại thì vân thanh một câu. Là người giữa chưa điện thoại cho cậu sao? Đúng vậy, chị ta đã đến huyện Mộc Dương, tôi sẽ đến xem bệnh, rốt cuộc chị ta bị thế nào? Hạ Thiên có chút bực bội, nhưng hắn cũng cảm thấy chuyện này rất quan trọng dù có bức bối thì hắn cũng phải đi xử lý vậy cậu đi đi tự tôi quay về là được vân thanh khẽ nói tạm thời tôi sẽ ở chỗ chú thạch cậu khi nào mọi người bận rộn xong thì có thể đến đó tìm tôi chú thạch cho chúng ta hai gian phòng cậu cũng biết được rồi tôi đưa chị về hạ thiên thuận tay bế vân thanh lên sau đó hắn nhanh chóng chạy đi một lát sau đã đưa nàng về nhà thạch trường canh sau đó hắn nhanh chóng chạy đến khách sạn Đông Thăng, gõ cửa gian phòng 901. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, gương mặt tuy đẹp nhưng rất mỏi mệt của Ninh Khiết hiện ra trong tầm mắt Hạ Thiên, lúc này Ninh Khiết và Hạ Thiên có một điểm tương tự, đó là ăn mặc rất ít. Hạ Thiên trước nay vẫn luôn ăn mặc như vậy, nhưng bây giờ Ninh Khiết cũng không như hắn, nàng ăn mặc thật sự phong phanh, phía dưới là quần jean mỏng, buộc quanh cặp đùi khêu gợi, bên trên lại chỉ có một chiếc áo mỏng dính, Xem ra đã tiếp nhận lời đề nghị dùng lạnh chống lạnh của Hạ Thiên. Là cậu à, vào đi. Khi thấy Hạ Thiên thì Ninh Khiết chợt ngây người, vì nàng không ngờ hắn xuất hiện nhanh như vậy. Vì sao nàng cũng vừa gọi điện thoại và chưa đến 3 phút sau Hạ Thiên đã hiện ra trước cửa phòng. Ngoài tôi thì còn ai tìm một quỷ keo kiệt như chị? Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Tôi đã nói quỷ keo kiệt chị không có tương lai, bây giờ chị tin chưa? Lần này Ninh Khiết không phản bác lời nói của Hạ Thiên, nàng chỉ đóng cửa phòng rồi trở lại ngồi xuống bên mép giường. Vươn tay ra, Hạ Thiên lúc này nói thêm. Ninh Khiết rất nghe lời, nàng duỗi cánh tay trắng nõn rồi nhìn Hạ Thiên đặt hai ngón tay lên cổ tay mình, nàng thầm hiểu hắn đang xem xét tình huống cơ thể mình. Vài phút sau Hạ Thiên thu tay về, sau đó hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Ninh Khiết, một lúc lâu sau cũng không nói lời nào. Rốt cuộc tôi bị làm sao? Ninh Khiết thấy Hạ Thiên như vậy thì rất bất an, nàng không nhịn được phải hỏi. Này, quỷ keo kiệt, những ngày qua có phải chị lại về thủ đô? Hạ Thiên không khỏi hỏi Ninh Khiết một câu. Đúng vậy, tôi về thủ đô làm ít chuyện, vốn muốn ở lại thủ đô, nhưng vài ngày qua thấy cơ thể là lạ nên về Giang Hải. Trước đó tôi không thấy lạnh như hôm nay, là lần đầu tiên thấy lạnh như vậy. Ninh Khiết có chút mê hoặc. Hạ Thiên nhìn Ninh Khiết, một lúc lâu sau hắn vẫn không mở miệng. Rốt cuộc tôi bị làm sao? Chẳng lẽ hết thuốc chữa? Ninh Khiết bất an hỏi. Hạ Thiên vẫn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ninh Khiết, hắn hỏi một câu. Chị về thủ đô, có phải lại gặp vị sư phụ có bệnh của mình? Sao? Vẻ mặt Ninh Khiết hơi biến đổi, sau đó nàng vội vàng lắc đầu. Không, tất nhiên là không có, tôi đã bị cô ta trục xuất khỏi sư môn, sao có thể gặp lại? Vậy thì kỳ quái. Hạ Thiên lầm bầm, bộ dạng rất mơ hồ tôi rốt cuộc là thế nào cậu có thể nói rõ được không ninh khiết có chút nôn nóng sao hạ thiên không nói cho rõ ràng một chút à chị không cần lo tuy chị là quỷ keo kiệt nhưng còn chưa chết đâu hạ thiên thuận miệng nói tôi chỉ hoài nghi theo lý mà nói thì công phu chị luyện có vấn đề nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy trừ khi vị sư phụ có bệnh kia muốn hại chị điều này điều này không có khả năng Ninh Khiết nghe nói mình không chết mà thoáng an lòng, nhưng nàng vẫn rất nghi hoặc. Tôi, tôi không gặp cô ta, sao có thể hại tôi? Hơn nữa dù có gặp mặt thì cô ta cũng không thể hại tôi như vậy được. Người quá keo kiệt sẽ biến thành ngu ngốc. Hạ Thiên lầm bầm. Quỷ keo kiệt chị đúng là quá ngu, thôi được, tôi không giải thích, trước tiên tôi sẽ giúp chị chữa bệnh, miễn cho bệnh tình phát tác. chương 947, lừa chị cởi sạch quần áo. Có nằm lên giường không? ninh khiết nhìn lên giường rồi không khỏi nhớ đến tình hình lần trước hạ thiên chữa bệnh cho mình vì vậy mà có chút bất an nàng có chút do dự cuối cùng dùng giọng không yên hỏi có cần cởi quần áo hay không tất nhiên rồi hạ thiên trả lời hầu như không chút do dự sao phải phải cởi quần áo à gương mặt ninh khiết chợt đỏ ửng lần trước nàng cởi sạch tất cả nhưng khi đó nàng là một người phụ nữ xấu trong lòng cũng không cảm thấy xấu hổ như bây giờ nhưng tình hình lúc này là không giống bây giờ là cô nam quả nữ nếu nói nàng phải nằm trước mặt hắn không mảnh vải che thân điều này có hơi khó khăn quỷ keo kiệt sao chị dông dài như vậy chị chưa cởi bao giờ sao tôi cũng chưa phải chẳng từng xem có gì mà không được hạ thiên có chút mất hứng nếu chị tiếp tục nhỏ mọn tôi sẽ không chữa bệnh tôi tôi chỉ không quen mà thôi ninh khiết giải thích xua đó nàng khẽ cắn môi được tôi cởi Ninh khiết hít vào một hơi thật sâu rồi nhanh chóng cởi quần áo trên người, sau đó nàng nằm trên giường không mảnh vải che thân, nhưng hai mắt lại nhắm chặt, nàng thật sự không dám nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ninh khiết ở trên giường một lúc rồi lầm bầm. Sau khi quỷ keo kiệt luyện công thì dáng người tốt hơn trước kia một chút, cân xứng hơn trước. Tuy Hạ Thiên nói không lớn nhưng Ninh Khiết vẫn nghe thấy rất rõ ràng, nàng rất muốn nói chuyện nhưng cuối cùng xấu hổ không nên lời. Ngực tuy không lớn nhưng rất xinh, chân cẳng cũng ngon. Hạ Thiên bắt đầu soi mói. Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được. "Này, cậu đừng nói nữa có được không?" "À, bây giờ chị nằm sắp xuống." Hạ Thiên lại nói một câu. Lúc này Ninh Khiết rất nghe lời, nàng tranh thủ lật người nằm sắp xuống giường, nàng cũng rất xấu hổ khi nằm ngửa ra như vừa rồi. Mông hình như đầy đặn hơn một chút. Hạ Thiên lại nói, Ninh Khiết nghe nói như vậy thì hận không thể tìm lỗ chui vào, lưu manh chết tiệt này, không phải cố ý đến làm nhục nàng đấy chứ. Cuối cùng Ninh Khiết còn cảm thấy một bàn tay nóng bỏng úp lên mông, nàng thấy Hạ Thiên dùng tay đè lên mông mình, cuối cùng còn bình luận một câu. Tính đàn hồi rất tốt. Này, rốt cuộc cậu làm gì vậy? Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nàng đột nhiên ngồi lên, xua đó kéo mền trùm lên người. Quỷ keo kiệt, hôm nay chị đã hào phóng cởi sạch sẽ nằm trên giường cho tôi xem, tất nhiên tôi phải thử hàng, nếu không chẳng phải sẽ phải xin lỗi chị sao. Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Này, cái gì là cho cậu xem, là cậu muốn tôi cởi ra. Ninh khiết bị chọc tức. Đúng vậy, tôi bảo chị cởi ra, sau đó tôi chữa bệnh cho chị, nhưng tôi đã trị xong mà chị còn nằm yên bất động, tất nhiên tôi có thời gian rảnh thì phải thưởng thức một chút cho mãn nhãn. Hạ Thiên nói năng rất hùng hồn. Này, Quỷ keo kiệt, chị nên vui sướng mới đúng, thân thể của người bình thường tôi chẳng thèm nhìn, nếu không phải bây giờ dáng người của chị không tệ, tôi sẽ chẳng thèm quan tâm. Nhưng thân hình của chị vẫn còn chưa đẹp bằng các bà vợ của tôi, chị nên cố gắng rèn luyện thân thể, như vậy sẽ có ngày mài sắt nên kim. Cậu, Ninh khiết tức giận và ngây người. Cái gì, cậu nói đã chữa xong cho tôi rồi sao? Đúng vậy, bây giờ chỉ có thể tự thấy được kết quả, có phải đã hết lạnh từ tận đáy lòng rồi chưa? hạ thiên lười biếng nói ninh khiết cảm thấy cơ thể mình thật sự có chút biến hóa hình như nàng không còn cảm thấy quá lạnh đặc biệt là chiều nay nàng quấn chăn và cảm thấy cực kỳ giá lạnh nhưng bây giờ nàng cũng quấn chăn đã cảm thấy ấm áp cậu lần này cậu chữa nhanh như vậy rõ ràng không giống như lần trước lúc này căn bản chẳng phải cởi quần áo có phải vậy không ninh khiết tức giận hỏi đúng vậy hạ thiên khẽ gật đầu vậy sao cậu còn bắt tôi cởi ra Ninh Khiết lập tức tức giận phát ngất. Chẳng qua chỉ muốn xem dáng người của chị thế nào mà thôi. Hạ Thiên hời hợt nói. Này, quỷ keo kiệt, tôi đã chữa bệnh tốt cho chị, tôi đi đây. Hạ Thiên nói xong thì xoay người bỏ đi, Ninh Khiết tức đến mức muốn đuổi đánh hắn, nhưng vấn đề là bây giờ nàng đang trần chuồng, không thể nào chạy theo. Hơn nữa dù nàng chạy theo thì cũng tám phần không đánh lại Hạ Thiên, vì vậy nàng chỉ biết trốn trên giường, không cử động. Lúc này Hạ Thiên đã đi đến bậc cầu thang, hắn lầm bầm nói. Ai bảo quỷ keo kiệt chị dám gạt tôi, tất nhiên tôi phải gạt chị cởi sạch quần áo. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi dùng giọng khó hiểu thầm nói một câu. Tống Ngọc Mỹ chết tiệt kia rốt cuộc có ý gì? Sao lại đưa nhiều âm hỏa sang người ninh khiết như vậy? Chẳng lẽ chị ta muốn chuyển tất cả âm hỏa của mình sang ninh khiết? Nếu thật sự là như vậy thì quỷ keo kiệt thật sự rất đáng thương. Hạ Thiên quyết định trước tiên không nghĩ đến vấn đề này, nếu thật sự là như vậy thì sau này Ninh Khiết chắc chắn sẽ còn đến tìm hắn. Hạ Thiên nhanh chóng xuống lầu 6, hắn chuẩn bị đến thăm Kiều Tiểu Kiều. Nhưng hắn còn chưa đến bên ngoài phòng Kiều Tiểu Kiều thì nghe được một âm thanh quen thuộc. "Ủa, Tiểu Bại Hoại, cậu biết chị đến rồi à? Chị còn chưa điện thoại cho cậu, sao cậu biết mà đến đón?" Khi âm thanh vang lên thì một bóng trắng phóng về phía Hạ Thiên. Sau đó một thân thể mềm mại thơm ngát phóng vào ngực hắn. Hắn thuận tay ôm lấy nàng, trong lòng thầm nghĩ, chị mộng đến quá nhanh. Đúng vậy, chị mộng, tôi cảm thấy chị sắp đến, vì vậy đến đón chị." Hạ Thiên nghiêm trang nói. "Hi hi, tiểu bại hoại, thấy cậu ngoan, chị không giận cậu. À, đúng rồi, chị còn chưa ăn cơm, cậu đưa chị đi ăn, sau đó dẫn chị đi chơi, chút nữa quay về chị cho cậu ăn bánh bao." liễu mộng dùng giọng quyến rũ và dễ nghe nói được tôi đưa chị đi hạ thiên lập tức nói hạ tiên sinh lúc này vài âm thanh vang lên là một đám có nam có nữ rõ ràng cùng đến với liễu mộng trước tiên các người đến tìm tiểu kiều chị ra ngoài chơi với tiểu bại hoại cái đã liễu mộng nhanh chóng phân phó một câu sau đó nàng kéo hạ thiên xuống lầu tiểu bại hoại chúng ta đi thôi chị đói lắm rồi Hạ Thiên cũng bỏ qua ý nghĩ đi tìm Kiều Tiểu Kiều, hắn đưa Liễu Mộng đến nhà hàng của khách sạn ở lầu 1. Khi thấy Hạ Thiên tiến vào thì đám nhân viên phục vụ chợt hoảng hồn, người kia lại đến dùng cơm nữa rồi. Tiểu bại hoại, chị không muốn dùng cơm ở đây, đổi chỗ khác đi. Liễu Mộng nói một câu. Nhân viên phục vụ nghe nói như vậy thì dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Liễu Mộng, người đẹp kia đúng là quan thế âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chương 948, không phụ lòng lương tâm của mình. Liễu mộng kéo Hạ Thiên ra khỏi khách sạn, sau đó cả hai đi dạo trên giường, mãi đến khi nàng tìm được một quán nướng ven đường mới dừng lại. Sau đó, ít nhất cũng là nửa giờ sau thì ông chủ quán thịt nướng chỉ có thể đặc biệt nướng cho Liễu mộng, hơn nữa tốc độ nướng của ông chủ có lẽ kém xa tốc độ ăn của Liễu mộng. Hạ Thiên vừa ăn cơm tối, ăn cũng không tiếp tục ăn với Liễu mộng, hắn chỉ chờ đến món bánh bao của nàng. Tiểu bại hoại, chị ăn no rồi cậu đưa chị đi chơi nào liễu mộng không có tính toán cho hạ thiên ăn bánh bao ngay lập tức nàng cố ý đến đây để đi chơi hạ thiên không khỏi cảm thấy có chút khó khăn chị mộng chỗ này hình như chẳng có gì chơi đùa cả gạt người cậu nhất định không muốn đưa chị đi liễu mộng lập tức mất vui tiểu bại hoại nếu cậu không đưa chị đi chút nữa về chị cho cậu nhịn bánh bao hạ thiên cảm thấy mình rất vô tội Hắn thật sự muốn ăn bánh bao của chị Mộc, nhưng không thể không đưa nàng đi chơi, nhưng vấn đề là hắn thấy nơi đây chẳng có gì để chơi, phải đưa nàng đến đâu đây? Hạ Thiên suy nghĩ rồi cuối cùng nghĩ đến quảng trường của huyện Mộc Dương, tuy chỗ đó chẳng có gì vui, nhưng hắn thật sự không tìm được chỗ nào tốt hơn. Hắn quyết định trước tiên đưa Liễu Mộng vào đó chơi, nếu cảm thấy không vui thì binh đường khác. Hạ Thiên kéo Liễu Mộng đi vào quảng trường huyện Mộc Dương, tuy bây giờ thời tiết rất lạnh nhưng quảng trường vẫn rất náo nhiệt. Nơi đây có khá nhiều người tản bộ, nhiều người khiêu vũ, còn có người lớn mang con trẻ ra chơi đùa, bốn phía cũng không thiếu những gánh hàng rong, nhưng phần lớn là bán đồ chơi. Nhưng ngay sau đó Hạ Thiên đã phát hiện mình đến đúng địa phương, tuy Liễu Mộng không có hứng thú với quảng trường không quá lớn này, nhưng nàng rất có hứng thú với những món đồ chơi kia. Vì vậy mà nàng mua một đống lớn đồ chơi lớn nhỏ khác biệt, sau đó bắt đầu bày ra chơi cực kỳ vui sướng giống như những đứa bé, xem ra khi còn bé nàng không được chơi những món này mà Hạ Thiên cũng vui sướng, xem ra tối nay sắp được ăn bánh bao lớn. Vân Thanh nhìn giờ, đã gần 10 giờ tối, nàng vô thức nhìn ra cửa, trong lòng có hơi thất vọng, Hạ Thiên còn chưa đến, có lẽ tối nay sẽ không đến. Chị à, anh rể sẽ không đến, chúng ta đi ngủ được chưa? Thạch Thuần lôi kéo Vân Thanh, sau đó nàng ngáp một cái, rõ ràng nhà đầu này đã rất mệt mỏi. À, được, chúng ta đi ngủ. Vân Thanh khẽ gật đầu, nàng tất nhiên biết Thạch Thuần muốn ngủ với mình cho vui. Chú Thạch, chúng cháu đi ngủ trước. Vân Thanh nói một tiếng với Thạch Trường Canh, sau đó kéo Thạch Thuần lên lầu. Tiếng chuông cửa vang lên, Thạch Tiểu Hổ đứng dậy đi ra mở cửa, ngay sau đó có một người đàn ông hơn 30 đi vào. Người này có dáng người trung đẳng làm người ta sinh ra cảm giác rất tinh anh, khi thấy Thạch Trường Canh thì hắn cũng khách khí chào hỏi. Cục trưởng Thạch, thì ra là Cục trưởng Hồng, mời ngồi giọng điệu của thạch trường canh rất bình thản, sau đó hắn phất tay. Tiểu Hổ, tú mai, các cháu đi nghỉ ngơi trước, cứ để chú và cục trưởng hồng ngồi lại là được. Vâng, chú canh. Thạch tiểu Hổ và vân tú mai nhanh chóng rời khỏi phòng khách, lúc này chỉ còn lại thạch trường canh và người đàn ông vừa đi vào. Nhưng người đàn ông kia vẫn chưa ngồi xuống, bộ dạng của hắn có chút sợ hãi. Cục trưởng thạch, anh đừng nên gọi tôi như vậy, nếu anh gọi như vậy, tôi cũng không dám ngồi. Bây giờ anh là phó cục trưởng cục công an, cũng là chức vụ cục trưởng, gọi cục trưởng Hồng là đúng. Nếu anh cảm thấy xưng hô như vậy là không phải, như vậy sao có thể đứng đầu vài trăm cảnh sát huyện Mộc Dương? Thạch Trường canh dùng giọng không nhanh không chậm nói: "Cục trưởng Thạch, tôi biết anh giận tôi, sau khi anh gặp chuyện không may thì tôi cũng chưa nói gì, cũng không làm gì. Nhưng cục trưởng Thạch, không phải tôi chẳng muốn làm, mà tôi tuân theo lời dạy của anh. Trước đó anh đã từng nói: nếu anh xảy ra chuyện thì dù thế nào cũng đừng giúp điều gì, vì như vậy mới coi như là giúp đỡ anh. Tôi nên tiếp tục ngồi vững ở vị trí của mình, giúp anh chăm sóc con gái, vì vậy mà đến bây giờ tôi mới đến tìm anh." Người đàn ông dùng giọng chân thành nói. Thạch Trường canh nghe đối phương nói như vậy thì trong mắt mới có chút cái nhìn khác thường, sau đó hắn chậm rãi đứng lên lấy bình rượu, lấy thêm hai cái ly. "Tiểu Hồng, uống với tôi một ly." "Vâng, cục trưởng Thạch người đàn ông nghe thấy cách xưng hô của thạch trường canh thay đổi thì mới yên lòng cục trưởng thạch tôi giúp anh rót rượu hai người ngồi đối mặt nhau thạch trường canh cũng không chối từ hắn nâng ly cho tiểu hồng rót rượu sau đó chậm rãi nói tiểu hồng tôi đã không còn là cục trưởng sau này cậu cũng đừng gọi tôi là cục trưởng người khác nghe được sẽ không tốt lắm nhưng cục trưởng thạch tiểu hồng ngẩn ngơ hắn muốn nói gì đó thạch trường canh khoát tay tiểu hồng Cậu có biết không, chúng ta rất tương tự, vì vậy trước nay tôi đều rất coi trọng cậu, cũng dùng nhiều tâm tư bồi dưỡng cậu. Chúng ta không phải người huyện Mộc Dương, đều là người ngoài đến, cậu cũng là sinh viên đại học cảnh sát, trong huyện Mộc Dương này rất ít cơ hội cho chúng ta, vì vậy cậu nên hiểu, cậu theo tôi, hai ta không có bối cảnh, nếu không sẽ chẳng bị nhét đến chỗ này. Thạch Trường canh dừng lại một chút rồi nói thêm, "Tiểu Hồng, tôi lớn hơn cậu gần 20 tuổi." trước nay tôi luôn đối đãi với cậu như con cháu nếu cậu còn để mắt đến một ông lão như tôi cậu có thể gọi một tiếng chú thạch vâng chú thạch tiểu hồng vội vàng đáp ứng chú thạch trước nay luôn quan tâm đến cháu cháu luôn khắc ghi trong lòng vì vậy những gì chú thạch dạy bảo cháu luôn khắc ghi trong lòng không bao giờ quên cháu vẫn nhớ lời chú thạch làm một cảnh sát có thể không tuân theo pháp luật nhưng không thể làm chuyện đáng tận lương tâm cậu nhớ là tốt thạch trường canh khẽ gật đầu Hắn nâng ly rượu lên làm một hơi cạn sạch. Vài chục năm qua thạch trường canh tôi đã làm nhiều chuyện trái pháp luật nhưng chưa từng làm chuyện gì thẹn với lương tâm, vì tôi không phụ lòng lương tâm của mình. Tôi cũng hy vọng cậu có thể không phụ lòng lương tâm, nên làm gì, cái gì không nên làm, cậu phải phân biệt cho rõ. Chú canh, cháu sẽ nhớ kỹ, nhưng dù chú dạy bảo nhiều nhưng cháu vẫn không thể nào làm tốt được như chú, sau này sợ rằng còn nhiều vấn đề cần chú canh dạy bảo cũng không biết chú canh có cảm thấy như vậy là quấy dày hay không. Tiểu Hồng nói, trong giọng nói mơ hồ có hương vị dò hỏi. chương 949, thật ra cậu ấy là hậu trường của tôi. Tiểu Hồng, uống với tôi một ly nữa. Thạch trường canh cũng không trả lời vấn đề của Tiểu Hồng ngay, hắn để cho đối phương rót rượu cho mình, sau đó cùng cung ly uống cạn. Tiểu Hồng này tên là Hồng Thiếu Huy, là một cảnh sát được Thạch Trường Canh nâng đỡ ngay từ đầu, từ khi mới chân ướt chân giáo đến huyện Mộc Dương nhận công tác. Lúc này hắn không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt cung kính nhìn Thạch Trường Canh, hắn là người mà Thạch Trường Canh một tay bồi dưỡng và đề bạt, vì vậy bây giờ mới 30 tuổi mà đã là Phó Cục trưởng Cục Công an huyện Mộc Dương. Dựa theo những gì Hồng Thiếu Huy biết về Thạch Trường Canh, lúc này Thạch Trường Canh đang có chuyện muốn nói. Tiểu Hồng, cậu cũng biết rồi đấy, lần này tôi bị ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đưa đi hơn một tháng, trong thời gian đó tôi đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, cũng không còn truy cầu gì với quyền thế. Chắc cậu cũng biết con gái Thạch Thuần của tôi đã được chữa khỏi bệnh, bây giờ nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là sống tốt cùng con gái, cũng không muốn tham dự vào bất kỳ chuyện gì ở huyện Mộc Dương. Thạch Trường canh dùng giọng không nhanh không chậm nói, sau đó lại di chuyển chủ đề. Tất nhiên, Tiểu Hồng, nếu cậu đã gọi tôi một tiếng chú canh, như vậy nếu cậu có rảnh thì đến đây uống vài ly, có chuyện gì có thể nói với tôi, chú cháu chúng ta tâm sự cũng không có vấn đề chú canh nếu có thời gian cháu nhất định sẽ đến uống vài ly với chú hồng thiếu huy nghe nói như vậy thì trong lòng không khỏi thở ra hắn biết thạch trường canh đã tình nguyện giúp mình thạch trường canh lại nâng ly hồng thiếu huy rót rượu thạch trường canh chậm rãi nói tiểu hồng đêm nay cậu đến đây không đơn giản là thăm tôi chứ chú canh quả nhiên có ánh mắt hỏa nhãn kim tinh cũng không thể gạt được chú hồng thiếu huy bưng ly nói chú canh trước tiên cháu mời chú một ly thuận tiện cũng nhờ chú chỉ dạy cho vài điều đừng nói chỉ dạy chúng ta tâm sự hiểu chưa thạch trường canh cải chính vâng chú canh cháu có vài chuyện cần hỏi chú không thiếu huy vội vàng gật đầu thạch trường canh gật đầu sau đó hắn hỏi có phải là công tác không được thuận lợi đúng vậy không thiếu huy khẽ gật đầu và thở dài chú canh chú cũng biết rồi đấy sau khi chú rời khỏi huyện Mộc Dương thì nơi đây đã loạn, một tháng qua xảy ra nhiều chuyện hơn cả 10 năm trước cộng lại. Có lẽ chú còn chưa biết, gần đây chỗ này phát sinh vài vụ án lớn nhưng đều được che giấu không cho tin tức lọt ra ngoài, sợ ảnh hưởng đến danh dự địa phương, sợ khó thể kéo đầu tư. Chủ tịch Ngô liên tục yêu cầu cục trưởng Chu nhanh chóng phá án, chủ tịch Chu nói lời đảm bảo với chủ tịch Ngô nhưng thực tế lại không làm gì. Chu Hậu sinh năng lực có hạn, tâm tư lại đen tối. Thích tiểu thông minh nhưng không thể làm được chuyện đại sự. Thạch Trường canh thản nhiên nói. Nhưng bây giờ nghe nói đã phải vào bệnh viện, vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Chuyện trong cục công an rơi xuống đầu cậu. Tôi tin cậu có thể chỉnh đốn cục diện rối loạn ở huyện Mộc Dương. Cháu sẽ làm hết sức. Không thiếu huy khẽ nói. Trước khi tra án cháu cơ bản không để lộ thông tin. Cũng may lần này bí thư huyện ủy cũng tin dùng cháu, cho cháu tạm thời phụ trách chuyện trong cục công an lúc này cháu phải nhanh chóng phá án không cho đám người coi trời bằng vung kia tiếp tục náo loạn đám côn đồ dám làm loạn cũng không có cửa thạch trường canh có hơi trầm ngâm sau đó hắn hỏi một câu gần đây có án lớn gì xảy ra có một vụ án mạng vài vụ cướp bóc ác liệt nhất là một vụ án hiếp dâm một đám đạo tặc cản dỡ bắt một cô gái mang đi không chỉ cướp tiền bà còn làm nhục cô gái kia sự việc đã xảy ra được ba ngày đến khi gia đình người bị hại báo án thì mới được điều tra nhưng đến bây giờ còn chưa có manh mối, chỉ biết là 10 tên thiếu niên tuổi không lớn. Không Thiếu Huy nói đến những vụ án này thì vẻ mặt chợt trở nên ngưng trọng. Bây giờ cũng còn chưa có nhiều người biết về sự kiện này, nhưng nếu không nhanh chóng bắt được thủ phạm thì sự việc càng lúc càng náo loạn, đến lúc đó lòng người bàng hoàng, những thành phần đầu tư biết được huyện Mộc Dương rối loạn, còn ai dám đến. Tuổi không lớn mà lại là mười mấy người sao? Thạch Trường Canh khẽ nhíu mày cậu đã đi điều tra trường dạy nghề chưa? Trường dạy nghề sao? không Thiếu Huy chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn lập tức hiểu ra. Chú Canh, cháu đã sơ sót, cháu sẽ cho người kiểm tra ngay. Ừ, đám học sinh trường nghề kia có không ít những đứa hồ đồ, nếu có vài tên con đồ xúi dục, sợ rằng chuyện gì cũng dám làm. Thạch Trường Canh khẽ thở dài. Thời đại bây giờ không phải sợ người lớn, chỉ sợ đám thiếu niên 17-18, bọn họ không hiểu gì, cái gì cũng dám làm, tuyệt đối không suy xét hậu quả. Chú canh nói rất đúng, người trưởng thành làm việc thường xem xét hậu quả. Hồng Thiếu Huy khẽ gật đầu, sau đó giống như nhớ đến vấn đề gì đó. Đúng rồi, chú canh, chú biết một người tên là Hạ Thiên sao? Hạ Thiên? Thạch Trường canh ngẩng đầu nhìn Hồng Thiếu Huy, sau đó hắn cười ha hả. Tiểu Hồng, cậu đến đây vì muốn hỏi về chuyện của Hạ Thiên sao? Chú canh, chú đã đoán đúng, cháu cũng không gạt chú nữa. Hồng Thiếu Huy có chút ngượng ngùng. Cháu đã nghe nói về những chuyện của Hạ Thiên, hôm nay cậu ta cũng gây loạn, nghe nói con của cục trưởng Chu bị cậu ta đánh vào bệnh viện, còn đổ nước lẩu lên người hai tên khác. Thậm chí người này còn đánh cả trịnh Đông Thăng, cũng có người nói hắn đánh cục trưởng Chu vào bệnh viện, vì vậy cháu muốn tìm hiểu về người này, nghe nói chú Canh có biết cậu ta. Tôi biết cậu ta, cậu ấy là bạn tai của con gái lớn Vân Thanh của Vân Phương nhà tôi, là tiểu tử rất tốt. Thạch Trường Canh khẽ gật đầu, sau đó hỏi một câu tiểu hồng có phải người ta nói cho cậu biết tôi là hậu trường của cậu ta vì vậy cậu ta mới dám làm bậy chú canh thật sự có người nói như vậy nhưng chú đừng quan tâm đây là đám người nói lung tung mà thôi không thiếu huy vội vàng nói thạch trường canh khoát tay tiểu hồng đây cũng không tính là nói lung tung nhưng bọn họ đã nghĩ sai hoặc là nói bọn họ phải nói ngược lại nói ngược lại không thiếu huy trợt không hiểu chú canh, chú nói vậy có nghĩa là. Tiểu Hồng, tôi không có tư cách làm hậu trường của Hạ Thiên, thật ra cậu ta mới là hậu trường của tôi. Thạch trường canh chậm rãi nói. chương 950, kẻ gây họa không hiểu chuyện. Không thiếu huy chợt ngây người, nửa ngày sau hắn cũng không nói nên lời. Tiểu Hồng, tôi biết rõ cậu nghi ngờ, nhưng tôi nói cho cậu một chuyện, cậu đã nghe những lời đồn đãi về Hạ Thiên. Ví dụ như sự kiện cậu ta đại phát thần uy ở thôn Hạ Dương. Đó là sự thật, không có gì khuyết đại." Thạch Trường Canh dùng giọng khốc nhanh không chậm nói. "Tôi còn nói cho cậu biết, tôi sở dĩ có thể bình yên vô sự đi ra từ trong tay của ủy ban kỷ luật, không phải vì ai khác, chính là Hạ Thiên giúp tôi, cậu ta trực tiếp đưa tôi đi từ trong tay ủy ban kỷ luật." Hồng Thiếu Huy lại sững sốt một lúc lâu, nhưng hắn lại tin lời nói của Thạch Trường Canh, vì hắn đều không thể hiểu nổi, vì sao Thạch Trường Canh có thể yên bình xin nghỉ hưu sớm vì lần này có hàng loạt quan viên huyện mộc dương bị điều tra chỉ có duy nhất thạch trường canh là cá lớn lọt lưới chú canh hạ thiên rốt cuộc có địa vị gì không thiếu huy nhịn không được phải hỏi tình huống cụ thể thì tôi không biết chỉ biết địa vị của cậu ta là rất lớn ngay cả ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng không dám trêu vào thuận tiện tôi cũng nhắc cho cậu biết cậu có thể thay thế chu hậu sinh cũng vì công lao của cậu ấy nếu cậu không muốn trở thành một chu hậu sinh thứ hai thì đừng đụng vào cậu ấy làm gì cả thạch trường canh thản nhiên nói thực tế tôi và cậu ấy không có quan hệ gì tốt chẳng qua cậu ta chỉ nể mặt vân thanh mà thôi vì vậy nếu cậu có xảy ra vấn đề gì tôi cũng chưa chắc cứu được cậu nếu cậu ta mất hứng tôi cũng có thể vào bệnh viện bất cứ lúc nào những lời của tôi không dễ nghe nhưng vì suy nghĩ cho cậu tôi cảm thấy cậu nên hiểu chú canh cháu biết phải làm thế nào rồi không thiếu huy khẽ nói cậu biết là tốt Thạch Trường canh lại đưa ly cho Hồng Thiếu Huy rót rượu. Uống một ly nữa, tôi cũng nên đi ngủ, cậu cũng nên về sớm với vợ. Vâng, chú canh. Hồng Thiếu Huy khẽ gật đầu, nhưng lúc này điện thoại của hắn lại vang lên. Hồng Thiếu Huy nhận điện thoại, vài phút sau hắn mới đặt xuống, sau đó dùng ánh mắt sướng sờ nhìn Thạch Trường canh. "Chú canh, vụ án hiếp dâm mà cháu vừa nói, bây giờ đã được phá." Hồng Nhan Hỏa Thủy, người đẹp là ngọn nguồn tai họa. Liễu Mộng là một siêu cấp đại mỹ nữ, tất nhiên là siêu cấp hồng nhan họa thủy. Phụ nữ đẹp gây họa là không sai, sai là biết rõ mình sẽ gây họa nhưng không tự hiểu lấy, nửa đêm còn chưa chịu về nhà. Liễu Mộng bây giờ chính là như vậy, là một siêu cấp tai họa hơn 10 giờ còn chưa quay về khách sạn, kết quả là rước họa. Bây giờ thời tiết rất lạnh, hơn 8 giờ thì người trên quảng trường vẫn còn khá nhiều, nhưng đến hơn 9 giờ thì nhân số bắt đầu giảm bớt, đến 10 giờ thì căn bản không còn người. Lúc bắt đầu thì trên quảng trường còn có cảnh sát tuần tra, sau đó đến khi người về hết thì cảnh sát cũng căn bản không xuất hiện. Đêm nay Liễu Mộng rất vui, vì nàng mua tất cả món đồ chơi, nàng chơi xong một cái thì ném đi, vì vậy mà chơi đến tận 10 giờ vẫn chưa chị bỏ đi. Lúc này ánh đèn trên quảng trường cũng căn bản đã tắt, chỉ còn lại vài cái được thắp sáng, quảng trường không còn người, cũng chỉ còn hai người bọn họ. Chị Mộng, chúng ta về trước, ngày mai lại đến chơi hạ thiên không nhịn được phải mở lời khuyên không cần chị muốn chơi chán đã sau đó mới về liễu mộng không chịu bỏ về khi chị còn bé không được chơi những thứ này bây giờ chị muốn làm một lượt tôi cũng nào có được chơi hạ thiên thầm nói nhưng sao mình không chơi một lượt tiểu bại hoại chị giống như lại đói bụng chúng ta đi ăn nhé liễu mộng chơi thêm một lúc rồi cũng chán nàng lại kéo hạ thiên đi ăn được hạ thiên đồng ý hắn tình nguyện đưa liễu mộng đi ăn còn hơn ở lại chơi những món đồ con nít này hắn không phải là trẻ em hắn là người lớn hắn thích những trò chơi của người lớn hi hi tiểu bại hoại cậu rất ngoan liễu mộng rất vui nàng kéo hạ thiên bước đi khi nàng nhảy lên thì mái tóc dài cũng bị gió thổi bùng lên váy trắng tóc dài làm nàng như tiên nữ khốn nổi những hành động của nàng lại như một đứa trẻ vì vậy nếu kết hợp lại thì chúng ta có được một tiên nữ không hiểu chuyện nhưng lúc này lại có nhiều người không hiểu chuyện xuất hiện, hai người Hạ Thiên vừa mới đến bên cạnh quảng trường thì một chiếc xe 16 chỗ mở cửa ra, bốn năm người nhảy xuống, sau đó cùng nhau phóng về phía Hạ Thiên và Liễu Mộng. Đứng im, cướp đây, không muốn chết thì thành thật một chút. Đám này đều là những thiếu niên 17-18 tuổi, trên tay có dao, có tuyếp sắt, bộ dạng kẻ nào cũng ủng hổ, chỉ sau nháy mắt đã vọt đến trước mặt Hạ Thiên và Liễu Mộng. Ôi, tiểu bại hoại, cậu đừng ra tay, để cho chị, chị đã lâu rồi không được đánh người. Liễu mộng rất hưng phấn, nàng phóng lên, đám thiếu niên đáng thương căn bản không kịp phản ứng, liễu mộng tung đấm tung đá được một lúc thì tất cả đều ngã gục. Đúng là quá chán, liễu mộng có chút bất mãn, sau đó nàng lại điên cuồng đá vào đám người, làm đám thiếu niên liên tục kêu gào thảm thiết. Tha mạng, đừng đánh. Một lúc sau đám người bắt đầu cầu xin tha thứ, mà một chiếc xe cảnh sát đi tuần cũng chờ tới. Các người làm gì vậy?" Một tên cảnh sát hét lớn. "Đánh người." Liễu Mộng đáp, "Chú ngốc quá, như vậy mà không biết." Tên cảnh sát chợt ngẩn ngơ giống như không ngờ mình bị mắng, nhưng hắn nhanh chóng nhìn rõ tướng mạo của Liễu Mộng, vì vậy mà kinh hoàng, không dám nói gì. "Cứu, cứu mạng." Đúng lúc này một âm thanh nức nở và có chút suy yếu từ trong xe vọng ra. Hai tên cảnh sát vội vàng chạy đến, bọn họ nhìn vào xe 16 chỗ mà ngây người. Bên trong có một người phụ nữ, mà người này hầu như có hơn phân nửa là máu me loang lổ. "Đồng chí cảnh sát, mau, mau cứu tôi, bọn họ, bọn họ cưỡng hiếp tôi." Người phụ nữ kia khóc lóc nói. "Bắt bọn họ lại." Một tên cảnh sát cuối cùng kịp phản ứng, bây giờ bọn họ mới biết, đám người có vẻ bị đánh rất thảm kia không phải là kẻ bị hại, chính là một đám tội phạm. "Bắt tất cả lại đi, đúng là chán chết, tiểu bại hoại, chúng ta đi ăn thôi." liễu mộng kéo hạ thiên bước đi hai vị xin chờ chút một tên cảnh sát vội vàng lên tiếng làm phiền hai vị theo chúng tôi về cục làm bản ghi chép không rảnh chị đang đói chị muốn ăn liễu mộng từ chối đừng cản đường chị nếu không chị cho ăn đòn điều này hai vị có thể để lại phương thức liên lạc không tên cảnh sát chỉ có thể lui một bước hai người kia có lẽ không dễ đụng vào hơn nữa lại vừa hỗ trợ bắt được một đám tội phạm mà Liễu Mộng lại quá đẹp, vì vậy đám cảnh sát rất khách khí. Chương 951, vợ cũng Châu. Cuối cùng Hạ Thiên và Liễu Mộng để lại một số điện thoại liên lạc, cũng chính là số của Hạ Thiên, sau đó hai người cũng để lại một cái tên. Cuối cùng Liễu Mộng không thể chờ đợi được mà kéo Hạ Thiên bỏ đi, nàng đã chơi vài giờ liền, bây giờ bụng đã đói, thôi thì đi lấp đầy bụng mới là quan trọng nhất. Đến khi Liễu Mộng lấp đầy bụng thì cũng không đi chơi nữa, nàng quay lại khách sạn Đông Thăng. Kiều Tiểu Kiều đã sớm sắp xếp phòng cho nàng, cùng một tầng nhưng không phải là phòng 608, là phòng 618. Liễu Mộng kéo Hạ Thiên vào phòng 618, sau đó nàng đi tắm rửa, cuối cùng mới thực hiện lời hứa hẹn với Hạ Thiên, nàng dùng bánh bao cho hắn ăn no nê. Liễu Mộng ở bên này đang cho Hạ Thiên ăn bánh bao thì cục công an huyện Mộc Dương cũng cực kỳ bận rộn, Hồng Thiếu Huy đã quay về cục công an và vừa thẩm vấn xong. Hắn xác nhận đây là nhóm tội phạm gần đây liên tục gây án bọn chúng sau khi áp dụng phương pháp phạm tội cũ để bắt và cưỡng hiếp một cô gái đi đêm rồi chuẩn bị ra thì vô tình nhìn thấy liễu mộng trên quảng trường cuối cùng bọn chúng quyết định bắt liễu mộng thực hiện hành vi tồi bại thứ hai trong đêm nay nhưng lần này bọn họ thất bại tất cả cảnh sát trong cục công an huyện mộc dương đều được điều động bọn họ đi bắt những tên tình nghi còn lại mà hồng thiếu huy càng thêm bội phục thạch trường canh quả nhiên thạch trường canh hiểu rõ tình hình huyện mộc dương như lòng bàn tay hắn chỉ cần nói ra một suy đoán đã trúng sự thật đám tội phạm càn rỡ này có hơn phân nữa đến từ trường dạy nghề duy nhất trong huyện Mộc Dương, còn có vài tên côn đồ khác ngoài xã hội. Nhưng Hồng Thiếu Huy cũng không phải bội phục thạch trường canh về điểm này, mà là về Hạ Thiên. Vì hắn biết đêm nay người đàn ông đi cùng Liễu Mộng Chính là Hạ Thiên, tuy lúc đó hắn không ra tay, nhưng Hồng Thiếu Huy hiểu thạch trường canh nói không sai, Hạ Thiên này khẳng định không phải người thường. Khi Hồng Thiếu Huy rời khỏi thạch ra thì thạch trường canh còn nói thêm một câu, đó là xử lý sao cho thỏa đáng, như vậy Hạ Thiên sẽ có thể ra tay hỗ trợ. Lúc đó Thạch Trường Canh còn không biết Hạ Thiên hỗ trợ phá vụ án này, nhưng bây giờ Hồng Thiếu Huy đã biết, tuy Hạ Thiên không phải muốn giúp mình nhưng đã gián tiếp cho ra một đại ân. Hắn vừa mới phụ trách công tác toàn thể của cục công an thì lập tức phá án, dù tuyến trên có bất mãn cũng chẳng còn gì để nói, điều này cũng ý nghĩa là địa vị của hắn sẽ vững vàng hơn. Hắn tin chỉ cần Chu Hậu Sinh tiếp tục ở lại bệnh viện như vậy đến khi tỉnh lại thì chức vụ cục trưởng cục công an cũng đã đến tay hắn rồi. Tối nay công an huyện Mộc Dương có một đêm không ngủ, mà ở khách sạn Đông Thăng, Hạ Thiên và Liễu Mộng cũng không ngủ, mãi đến sáng sớm thì Liễu Mộng phát hiện Hạ Thiên vẫn không no bụng, vì vậy nàng không quan tâm đến hắn. "Tiểu bại hoại, cậu quá tham ăn, chị không chơi với cậu nữa, chị muốn ngủ." Liễu Mộng lầm bầm một câu, sau đó nàng thuận tay ôm lấy Hạ Thiên. "Cũng không cho phép cậu đi đâu." cậu phải ngủ với chị đến khi chị tỉnh dậy mới được đi liễu mộng nói ngủ là ngủ hạ thiên dù cùng nàng xong tu cả buổi tối nhưng tinh thần lại rất tốt nhưng hắn cũng chỉ còn cách ôm nàng cùng ngủ nhưng hắn có một bản lĩnh rất lợi hại dù không buồn ngủ vẫn có thể ngủ vì thế chỉ một lúc sau hắn đã tiến vào mộng đẹp không biết đã ngủ được bao lâu cuối cùng hạ thiên cũng bị đánh thức người đánh thức hắn lại là liễu mộng tiểu bại hoại nhận điện thoại liễu mộng trực tiếp đấm lên người hạ thiên nàng còn chưa mở mắt ra rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ lúc này điện thoại của hạ thiên đang vang lên rõ ràng nàng bị tiếng chuông điện thoại của hắn đánh thức alo ai vậy hạ thiên cũng không mở mắt hắn thuận tay nhận điện thoại anh bạn là tôi là đái kim đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh quen thuộc hình như còn có chút xấu hổ điều này anh bạn anh còn chưa thức dậy sao có gì nói mau nếu không tôi ngủ tiếp. Hạ Thiên dùng giọng mất hứng nói một câu. À, anh bạn, thật ra cũng không có gì, chẳng qua viện viện muốn hỏi, mà nữ mộng mộng, cũng chính là liễu tiểu thư đã đến huyện Mộc Dương chưa? Đái Kim có chút bất đắc dĩ, từ khi sáng sớm thì bạn gái hắn đã điện thoại đến và thúc đến tận bây giờ, lúc này đã đến gần trưa rồi. Chị ấy đã đến từ tối qua rồi. Hạ Thiên trả lời. Nhưng chị ấy còn đang ngủ, có chuyện gì đợi tỉnh ngủ rồi nói sau tiểu bại hoại ai tìm chị vậy liễu mộng mở mắt nàng bò lên người hạ thiên chị tỉnh rồi chị đói bụng chúng ta đi ăn cơm thôi hạ thiên còn chưa nói dứt lời thì đái kim bên kia đã vội vàng nói anh bạn là liễu tiểu thư sao chúng tôi chuẩn bị đi dùng cơm không bằng cùng đi nhé được rồi hạ thiên suy nghĩ rồi đồng ý một tháng trước nhà hàng tốt nhất huyện mộc dương chính là nhà hàng trong khách sạn đông thăng nhưng tình hình bây giờ đã khác, nhà hàng Quý Tân Tửu Gia vừa khai trương một tháng là tốt nhất ở huyện Mộc Dương này. Lúc này Đái Kim và Địch Viện đang đứng ở cổng Quý Tân Tửu Gia, Hoác Nham cũng có ở bên cạnh. Địch Viện dùng ánh mắt hưng phấn nhìn khắp bốn phía, nàng cố gắng tìm được hình bóng của Liễu Mộng. Mà Hoác Nham cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn ra cửa, hắn nghe nói Liễu Mộng đến nên cố ý đứng đợi, hy vọng có thể được gặp mặt nàng. Thấy rồi, tôi thấy rồi, mau nhìn kìa, đúng là chị ấy, Tôi đã từng thấy trên video, mặc váy trắng, mái tóc dài. Ôi, đúng là chị ấy, là ma nữ Mộng Mộng. Địch Viện đột nhiên la lên hưng phấn. Thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả trên video, đúng là quá đẹp, giống như tiên nữ. Ơ kìa, chú ý. Địch Viện đột nhiên thét lên, vẻ mặt trắng bệch, nàng vốn thấy ma nữ Mộng Mộng mà mình hâm mộ đi về phía bên này, nhưng lại phát hiện ra một chiếc xe đang tông thẳng về phía Liễu Mộng. Đừng lo, sẽ không có gì. Đái Kim thì rất chấn định, hắn đã từng thấy bản lĩnh của Hạ Thiên, với năng lực uy hiếp cá mập của Hạ Thiên, nhất định sẽ dễ dàng cứu được ma nữ mộng mộng. Đái Kim vừa dứt lời thì chợt ngây dại, hắn ngạc nhiên phát hiện ma nữ mộng mộng lại nhảy dựng lên, trực tiếp phóng lên vài mét, chiếc xe sắp tông vào nàng cũng chạy qua thông suốt. Đái Kim nhìn liễu mộng như tiên nữ với mái tóc dài bồng bềnh từ trên trời hạ xuống mà thì thào. Anh bạn, thì ra không phải chỉ mình anh Châu, thậm chí vợ cũng Châu chương 952, tiểu bại hoại không có bạn. Tiên nữ, đúng là tiên nữ, thật sự là nữ nhân vật chính tốt nhất, ngoài cô ấy ra thì không ai thích hợp hơn. hoắc nham cũng ngây người, sau đó thì thảo nói. Quá giỏi, địch viện cũng ngơ ngác. Thần tượng, sau này chị ấy sẽ là thần tượng của mình, là thần tượng duy nhất, quá giỏi. Đám người đưa ra, mà Hạ Thiên và Liễu Mộng đã đi đến. Các người làm gì vậy? đứng ngơ ra ở đây thì vui lắm sao hạ thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đám người đái kim rồi mở miệng hỏi à anh bạn chúng tôi đang đợi anh đái kim là người đầu tiên nhìn liễu mộng vị này chắc là liễu tiểu thư phải không tôi là đái kim là bạn của hạ thiên gạt người tiểu bại hoại không có bạn liễu mộng bĩu môi sau đó nàng la lên một câu này các người ai mời cơm chị đã đói bụng lắm rồi chị muốn ăn cơm là em, là em. Địch viện vội vàng la lớn. Liễu tiểu thư, em là địch viện, là fan trung thực nhất của chị, tất cả đĩa nhạc của chị đều được em mua đầy đủ. Hoác Nham cũng đi đến. Liễu tiểu thư, tôi là Hoác Nham, chúng ta đã gặp mặt một lần rồi. Phải không, tôi chẳng nhớ. Liễu mộng lầm bầm một câu. Này, đừng nói nhiều như vậy làm gì, chị đã đói bụng đến mức chẳng còn sức nói chuyện nữa rồi, mau vào ăn cơm thôi nói đúng ăn cơm ăn cơm thôi chúng ta vào thôi địch viện vội vàng nói sau đó nàng đi trước dẫn đường đi vào trong quý tân tử ra cuối cùng dám người đi vào một gian phòng hình bầu dục địch viện nói với nhân viên phục vụ đưa thức ăn lên vâng tiểu thư nhân viên phục vụ lên tiếng sau đó nàng vội vàng đi ra mà địch viện bắt đầu ngồi xuống nàng chủ động chào mời liễu mộng này tiểu bại hoại sao chị lại đói như vậy nhất định là tối qua cậu ăn nhiều làm hại chị hôm nay bị đói liễu mộng dùng ánh mắt đau khổ nhìn hạ thiên chị quyết định đêm nay không cho cậu ăn nữa liễu tiểu thư món ăn sẽ lên ngay địch viện vội vang nói trong lòng thầm nghĩ tối qua ma nữ mộng mộng cho hạ thiên này ăn gì chẳng lẽ cho hắn bú sữa nhưng rõ ràng liễu mộng chưa sinh con sao có thể cho hạ thiên được địch viện thật sự không ngờ mình đoán đúng nhưng hạ thiên không phải giống như suy nghĩ của nàng hắn có cái nhìn khác biệt này chú đừng nhìn chị như vậy nếu không tiểu bại hoại sẽ có chú no đòn liễu mộng trừng mắt nhìn hoắc nham nàng dùng giọng mất vui nói À, xấu hổ quá liễu tiểu thư tôi không cố ý thất lễ tôi chỉ cảm thấy cô rất phù hợp với một bộ phim mới của công ty chúng tôi không biết liễu tiểu thư có hứng thú không hoắc nham vội vàng nói bây giờ chị rất đói không có hứng phim viết gì cả Liễu mộng bĩu môi, nàng tỏ ra không vui. Món ăn đến. Địch viện thấy nhân viên phục vụ bưng món ăn lên thì vội vàng nói. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Liễu mộng chợt lộ ra nụ cười sáng lạn, nàng dùng tốc độ cực nhanh để cướp món ăn trên tay nhân viên phục vụ, sau đó cũng không quan tâm đến người khác mà ăn lấy ăn để. Tuy Liễu mộng nổi tiếng không thuộc nữ nhưng đái kim, hoắc nham hay địch viện cũng kỳ quái phát hiện Liễu mộng ăn như vậy vẫn rất yêu nhã, không chút thô tục. Đây không phải là ma nữ, rõ ràng là tiên nữ trời sinh. Trong lòng Hoác Nham có ý nghĩ như vậy, tuy mới tiếp xúc được một lúc nhưng hắn càng kiên định vào ý niệm cho Liễu Mộng làm nhân vật chính. Tiểu bại hoại, cậu cũng ăn đi, ăn nhiều một chút, đến tối còn ăn chị. Liễu Mộng tiêu diệt một nửa món ăn trong nháy mắt, sau đó mới nhớ đến Hạ Thiên, còn đám người trên bàn, nàng không quan tâm. Liễu Mộng ăn cơm rất chuyên chú, nàng ăn tất cả các món, ngoài những món quá ngon nàng ăn sạch thì ngẫu nhiên cũng quan tâm đến Hạ Thiên ví dụ như vừa rồi nàng gắp cho hạ thiên một khúc xương tất cả những hành động của nàng đều rất tự nhiên không ra vẻ rõ ràng không quan tâm đến cái nhìn của người khác nhưng những biểu hiện của nàng cũng hấp dẫn đám người bên cạnh hèn gì đĩa hát của cô ấy dễ bán như vậy dù cô ấy không hát chỉ ghi hình cuộc sống tự nhiên như vậy sợ rằng cũng hấp dẫn không ít người mua đái kim thầm nghĩ như vậy hoác nham thì cảm thấy cho liếu mộng đi đóng vai tiên nữ trong phim Tuyệt đối sẽ chinh phục tất cả người xem. Địch Viện bây giờ phát hiện ra một vấn đề, nàng ghen ghét với Hạ Thiên, người này sao lại có thể quan hệ thân mật với ma nữ Mộng Mộng như vậy. Địch Viện đột nhiên có suy tính muốn cướp ma nữ Mộng Mộng rời khỏi Hạ Thiên, sau đó nàng lập tức hành động, liên tục gắp thức ăn cho Liễu Mộng, hơn nữa lại nói ra nhiều lời nịnh nọt. Nhưng Địch Viện nhanh chóng phát hiện Liễu Mộng không có hứng thú, tuy Liễu Mộng không phải lúc nào cũng để ý đến Hạ Thiên, nhưng thỉnh thoảng sẽ nói tiểu bại hoại thế này thế nọ. Bây giờ ai cũng biết tiểu bại hoại trong miệng Liễu Mộng chính là Hạ Thiên, địch viện cũng hiểu, tình cảm giữa Hạ Thiên và Liễu Mộng là hầu như khó thể tách rời. Địch viện nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ của mình, rõ ràng đây là lựa chọn sáng suốt của nàng. Nếu bị Hạ Thiên phát hiện nàng muốn cướp vợ của hắn, dù nàng là phụ nữ, sợ rằng Hạ Thiên cũng xử lý nàng. Chị Mộng Mộng, chúng ta đi chụp ảnh nhé. Địch viện vừa rồi nịnh hót Liễu Mộng cũng chẳng phải không có thu hoạch, ít nhất cách xưng hô cũng đã được thay đổi. Bây giờ nàng có thể gọi trực tiếp là Liễu Mộng hoặc Mộng Mộng, đã thăng cấp từ fan trung thực đến chị em tốt, điều này cũng làm nàng tương đối thỏa mãn. Được, Liễu Mộng lập tức đồng ý. Chúng ta sẽ đi chơi. Liễu Mộng bây giờ đã ăn no, vì vậy nàng có thời gian thanh thản nói chuyện với Địch Viện. Hai người vừa ăn vừa nói và gạt Hạ Thiên sang một bên, tất nhiên hắn đang nhàm chán, đột nhiên hắn nghe thấy được âm thanh gì đó, vì vậy không khỏi ồ lên một tiếng rồi đứng lên. Chị Mộng chỉ cứ ở đây, tôi ra ngoài một chút, sau đó sẽ quay lại. Hạ Thiên nói xong thì nhanh chóng đi ra, sở dĩ nói như vậy là vì hắn nghe thấy âm thanh của Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên đi ra khỏi phòng và đụng mặt đám người đi đến, Kiều Tiểu Kiều không có mặt trong đám người nhưng cũng có vài người quen thuộc. Hạ Thiên sinh, đúng là trùng hợp, cậu cũng đến huyện Mộc Dương sao? Người này thấy Hạ Thiên thì chủ động chào hỏi. Nói nhảm. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, hắn không có tình cảm gì với đối phương, vì hắn cảm thấy đây là một người khả năng có ý với chị Vân Thanh. Người này không phải là ai khác, chính là viên thế tài trước đó đã từng gặp Hạ Thiên. Khi nghe được lời này thì viên thế tài không nói gì nhưng người bên cạnh lại giống lên. Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Đúng là không hiểu chuyện, mau xin lỗi viên tiên sinh. chương 953, không có đầu óc thì đổi vị trí. Người này khoảng 40, tướng mạo bình thường nhưng mặt mũi bóng loáng, có lẽ bình thường ăn uống rất tốt. Ngu ngốc, Hạ Thiên mắng một câu, sau đó hắn đi vào một gian phòng, bên trong có bốn năm người, ba người trong số đó là Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Sao anh lại đến đây? Người đầu tiên phát hiện ra Hạ Thiên chính là Kiều Phượng Nhi, nhưng điều này cũng là bình thường, nàng là vệ sĩ, tất nhiên phải liên tục chú ý những người tiếp cận Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều cũng phát hiện ra Hạ Thiên, Nàng có chút kinh ngạc, nàng đứng lên rồi khẽ hỏi. "Chồng, sao anh đến đây?" "Anh cùng chị Mộng ăn cơm ở bên kia, nghe được bọn em nói chuyện, vì vậy đến đây xem thế nào." Hạ Thiên trả lời, sau đó hắn nhìn hai người khác trong gian phòng rồi buồn bực hỏi một câu. "Vợ, em đến đây làm gì vậy?" "Chồng, chúng em mời một vài người phòng đầu tư và phòng du lịch huyện Mộc Dương một bữa cơm, khi chúng em rời khỏi khách sạn thì anh và chị Mộng còn chưa ngủ dậy." vì thế mà không gọi mọi người dậy. Bây giờ mọi người đã ăn xong, nhưng trưởng phòng trình phòng đầu tư vừa nhận được điện thoại nói có vị khách quan trọng đến đây, vì vậy anh ấy phải ra nghênh đón, có lẽ sẽ về ngay. Kiều Tiểu Kiều khẽ giải thích với Hạ Thiên, vừa nói xong thì có vài người đi vào phòng, vì vậy nàng chuyển lời. Chồng, trưởng phòng trình đã quay lại. Kiều Tiểu Kiều quay đầu nhìn về phía vài người ngoài cửa, nàng đang định mở miệng thì có người đã nói trước. Ai cho cậu vào đây? Ai, cậu biết đây là đâu không? Đi ra ngay. Người đàn ông trung niên tức giận quát Hạ Thiên, người này thấy Hạ Thiên tức giận cũng bình thường, vì thực tế hắn chính là người trước đó vài phút muốn Hạ Thiên xin lỗi viên thế tài. Trưởng phòng trình, anh hiểu lầm rồi, dây là chồng tôi. Người đàn ông trung niên chính là trưởng phòng trình phòng đầu tư huyện Mộc Dương, Kiều Tiểu Kiều cũng không biết vừa rồi hai người có xung đột, nàng tưởng là hiểu lầm, vì vậy mới mở miệng giải thích. Tuy nàng không quan tâm đến loại quan chức bé hạt vừng này, nhưng vấn đề là chức quan của đối phương tuy nhỏ nhưng thực quyền lại lớn, nàng muốn có được quyền đầu tư ở Thanh Phong Sơn thì thật sự không thể đắc tội với loại quan viên này, nếu không sẽ rất phiền toái. Kiều Tiểu Kiều, cô nói tên này là chồng mình. Trưởng phòng Trình không đợi cho Kiều Tiểu Kiều nói hết lời, hắn cắt ngang. "Như vậy tôi khuyên cô nên đổi chồng." Kiều Tiểu Kiều nghe như vậy thì vẻ mặt trầm xuống. "Trưởng phòng Trình, tôi tôn trọng ông, Hy vọng ông tôn trọng tôi, ông không thấy những lời nói như vậy là quá đáng sao? Tôi có đổi chồng hay không thì hình như cũng không đến lượt trưởng phòng Trình phải xen vào. Lúc này trưởng phòng Trình cười lạnh một tiếng nói: "Kiều tiểu thư, chồng cô không hiểu chuyện, cô cũng không hiểu chuyện sao? Hừ, cô là thanh niên, tôi cũng không muốn dạy bảo các người, nhưng tôi nói cho cô biết, cô có đổi chồng hay không, tôi chẳng xen vào, nhưng nếu cô không đổi thì nên trực tiếp quay về Giang Hải." huyện Mộc Dương chúng tôi không chào đón các người, Thanh Phong Sơn cũng không hoan nghênh các người. Thằng ngu này muốn ăn đòn sao? Hạ Thiên rất mất vui, thằng này dám nói vợ mình không hiểu chuyện, đúng là muốn lên dĩa tế cờ. Chồng, không đáng tức giận với loại người này. Kiều Tiểu Kiều dịu dàng khuyên Hạ Thiên một câu, sau đó nàng nhìn cục trưởng trình. Chúng tôi có hiểu chuyện hay không, cũng chẳng đến lượt trưởng phòng trình dạy bảo. Còn nữa, theo tôi biết thì huyện Mộc Dương cũng không phải nhà của trưởng phòng trình, chỗ này có chào đón chúng tôi hay không, chẳng đến lượt trưởng phòng trình đứng ra lớn lối. Tôi chiều đại ông, điều này là nể mặt ông, nếu ông đã không biết sĩ diện, cũng không biết sử dụng cái đầu, tôi sẽ nói cho ông rõ, tôi không đổi chồng, nhưng nếu đầu óc của ông không đổi, vị trí của ông sẽ đổi. Ơ, ờ, hình như cơn thức của cô cũng không nhỏ, cô uy hiếp tôi sao? Trưởng phòng trình cười ha hả. Tôi đây không sợ uy hiếp, Tôi nói cho các người biết, đường tưởng có tiền thì thích làm gì cũng được, bây giờ đầy kẻ có tiền, cô không đầu tư thì sẽ có người khác đầu tư, còn vị trí của tôi có đổi hay không, đây cũng không phải chuyện cô có thể quyết định. Trưởng phòng Trình, chỉ những lời này cũng đã nói rõ ông không đủ tư cách làm một trưởng phòng đầu tư, tôi thấy ông nên về nhà làm ruộng thì thích hợp hơn. Kiều Tiểu Kiều hừ lạnh một tiếng, sau đó nàng quay đầu nhìn Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Hai đứa đi tính tiền, chúng ta về. Vâng. Kiều tiểu thư. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi lên tiếng, sau đó đứng lên rời khỏi phòng, rõ ràng là đi tính tiền. Chắc hẳn đây là Kiều tiểu Kiều tiểu thư nổi tiếng là thiếu nữ thiên tài thành phố Giang Hải. Lúc này Viên Thế Tài mới mở miệng, giọng điệu bình thản, còn duỗi tay phải với Kiều tiểu Kiều. Tôi là Viên Thế Tài, cha tôi đã nhắc về cô, nói cô là niềm kiêu ngạo của cả tỉnh Bình Hải, còn nói năng lực của nhị bá cô rất mạnh, có ông ấy thì tỉnh Bình Hải cũng yên ổn hơn. Cũng vì có nhị bá của cô mà nhiều chuyện cha tôi không cần xem xét quá chặt. Thì ra là công tử của bí thư viên, thật xin lỗi, tôi không có thói quen bắt tay với người khác. Kiều Tiểu Kiều không bắt tay với Viên Thế Tài, tuy đối phương nói không rõ ràng nhưng khoảnh khắc sau nàng đã phân biệt được thân phận của đối phương. Người cha trong miệng của Viên Thế Tài không thể là ai khác mà chính là bí thư mới đến nhận chức ở tỉnh Bình Hải, là Viên Lam Quang. Lúc này Kiều Tiểu Kiều đã hiểu vì sao trưởng phòng trình kia lại kiêu ngạo như vậy rõ ràng vị trưởng phòng kia đã dựa lưng vào đại thụ có công tử của bí thư tỉnh ủy cho chỗ dựa hắn cần gì phải quan tâm đến kiều tiểu kiều không sao mỗi người đều có thói quen của mình viên thế tài bình tĩnh thu tay về dù thế nào thì gặp mặt tiểu thư cũng là vinh hạnh cho chúng tôi viên tiên sinh thật sự có lỗi vì không thể chiêu đại anh chúng tôi đi trước kiều tiểu kiều không có ý tiếp tục trò chuyện với viên thế tài nàng nói xong những lời này thì kéo hạ thiên đi ra ngoài hai người bọn họ vừa đi đến cửa thì sau lưng truyền đến một giọng nói mỉa mai. Có nhiều người tự cho mình là rất giỏi, cho rằng có chút tiền là muốn thay đổi vị trí của ai cũng được sao. Những năm nay những đứa không biết trời cao đất rộng là rất nhiều, mấy đứa nít danh không biết chút lễ nghi nào ra hồn. Lời này tất nhiên là của trưởng phòng trình, nghe qua có vẻ là nói chuyện với viên thế tài nhưng âm thanh lại rất lớn, rõ ràng là cố ý cho Kiều Tiểu Kiều nghe thấy. Ngu ngốc, Kẻ không biết trời cao đất rộng chính là ông. Hạ Thiên đột nhiên xoay người dùng ánh mắt bất mãn nhìn vị trưởng phòng đầu tư. Vợ tôi nói ông sẽ thay đổi vị trí, chắc chắn vị trí của ông sẽ đổi. Phải không, tôi cũng muốn xem, các người thay đổi vị trí của tôi như thế nào. Trưởng phòng trình cười ha hả. Này đám nhít danh, các người về nhà mà nói chuyện yêu đương, với độ tuổi của các người thì xuống phố xem phim mới hợp chương 954, đến bệnh viện mà làm giám đốc. Ngu ngốc, anh cho chú một vị trí tốt, sau này chú đến bệnh viện mà làm giám đốc, anh đảm bảo một năm 365 ngày thì chú đều có 24 tiếng một ngày trong bệnh viện. Hạ Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó hắn dùng tốc độ mà mắt thường không thấy để phóng về phía trường phòng trình, sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh quay về. Đối với người khác thì Hạ Thiên chưa từng làm gì, vẫn đứng yên tại chỗ bất động, hắn nói xong thì kéo Kiều Tiểu kiều, kiều bỏ đi. Con nít nói chuyện đúng là khôi hài, ha ha, để cho tôi đến bệnh viện làm giám đốc, tôi mà được đến làm giám đốc bệnh viện thì quá tốt, tôi còn ao ước gì được như vậy, á, à, tay tôi bị sao thế này. Trường phòng trình lúc đầu còn có chút lơ đánh, nhưng sau đó hắn phát hiện mình không bình thường. Tay tôi giống như mất đi chi giác, thân thể cũng dần chết lặng, còn có chân, mau, mau đưa tôi đến bệnh viện. Trường phòng, anh bị làm sao vậy? Trường phòng, anh không sao đấy chứ? Vài người bên cạnh vội vàng dùng giọng ân cần hỏi thăm, nhưng lúc này môi của trưởng phòng trình có nhúc nhích mà không phát ra âm thanh, chỉ sau khoảnh khắc hắn giống như không thể nói nên lời. Mau, mau đưa anh ấy đến bệnh viện. Lúc này vẻ mặt viên thế tài cũng biến đổi, đồng thời hắn không nhịn được phải nhìn ra cửa. Hắn không thấy bóng dáng của Hạ Thiên nhưng trong lòng lại hiểu rõ, những lời nói của Hạ Thiên vừa rồi tuyệt đối không phải bình thường nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nửa đời sau vị trưởng phòng trình này sợ rằng sẽ luôn ở trong bệnh viện, cũng không phải là giám đốc bệnh viện, chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Hạ Thiên kéo Kiều Tiểu Kiều vào một gian phòng khác, khi thấy Kiều Tiểu Kiều thì Liễu Mộng cũng nhiệt tình hẳn lên. Ủa, Tiểu Kiều, em cũng đến à, em ăn cơm chưa? Cùng ăn nhé. Chị Mộng, em đã ăn rồi. Kiều Tiểu Kiều khẽ trả lời. À, chị cũng vừa ăn nó. Liễu mộng rũi lưng một cái. Tiểu Kiều, em nói cho Tiểu bại hoại biết, chiều nay chị không đi chơi với cậu ấy, chị sẽ đi chơi với viện viện. Kiều Tiểu Kiều chợt giờ khóc giờ cười, nàng nhịn không được phải hỏi. Chị mộng, chồng đang ở đây, chị không muốn nói với anh ấy sao? Không giống, chính chị nói thì cậu ấy chưa chắc đồng ý, nếu chị coi như không có cậu ấy ở đây, chị sẽ không quan tâm cậu ta có đồng ý hay không. Liễu mộng nghiêm trang nói, nhưng nàng nói xong những lời như vậy lại làm ra một hành động làm toàn trường ngạc nhiên nàng quay đầu nhìn hạ thiên rồi hỏi tiểu bại hoại cậu nói xem có đúng không không đúng hạ thiên trả lời một câu không cho nói không đúng liễu mộng trừng mắt mất hứng nhìn hạ thiên dù thế nào thì chị cũng đúng không đúng cũng đúng kiều tiểu kiều không khỏi lắc đầu nếu nói trên đời này có người không nói đạo lý như hạ thiên thì nhất định là liễu mộng thật ra sau khi liễu mộng tỉnh lại cũng không đến mức như vậy, bây giờ nàng hoàn toàn bị làm cho hư hỏng, cũng may tuy nàng không phân biệt rõ phải trái, nhưng cơ bản cũng hiểu nhiều vấn đề, sẽ không làm chuyện quá phận. Cuối cùng đám người liễu mộng, địch viện và đái kim đi chụp ảnh, kiều tiểu kiều cho hai vệ sĩ đi theo. Tuy tỷ lệ liễu mộng gặp chuyện không may là rất nhỏ, nhưng vì đề phòng mà phải có người đi theo là bình thường, tất nhiên nếu có mặt hạ thiên thì những người kia sẽ tự động bỏ đi, hạ thiên theo kiều tiểu kiều quay về khách sạn đông thăng sau khi vào phòng thì kiều tiểu kiều không nhịn được phải hỏi một câu chồng anh biết viên thế tài sao trước kia đã gặp mặt một lần tên ngốc này giống như có ý bất lương với chị vân thanh anh đang suy nghĩ xem có nên biến hắn thành thái giám hay không hạ thiên thuận miệng nói chồng không biết cảm giác của em có sai lầm gì không nhưng vừa rồi em luôn cảm giác ánh mắt hắn nhìn về phía anh người này đến từ thủ đô hơn nữa còn là con của Bí thư tỉnh ủy Viên Lam Quang, lần này mục tiêu của hắn hình như cũng là Thanh Phong Sơn. Em có một dự cảm, người này đến đây cũng không đơn giản như vậy. Kiều Tiểu Kiều trầm ngâm một chút, sau đó nàng lại hỏi: "Đúng rồi, chồng, khi cậu đến thủ đô thì có đắc tội với người họ Viên không?" "Họ Viên sao?" Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn nhớ ra một vấn đề. "À, có một tên ngốc là Viên Thế Phong bị anh đánh cho một trận." Viên Thế Phong và Viên Thế Tài có vẻ tương tự, để anh điện thoại hỏi thăm xem thế nào. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn gọi đi, tất nhiên là gọi cho người ở thủ đô, lúc này lại không phải là Mộc Hàm mà chính là Bạch Tiểu Lỗi, vì Hạ Thiên biết Bạch Tiểu Lỗi rất quen thuộc Viên Thế Phong. Tên Viên Thế Phong kia được gọi là Viên lão tam, đã cướp đi bạn gái của Bạch Tiểu Lỗi. Đại ca, anh tìm em có chuyện gì vậy? Bạch Tiểu Lỗi nhận được điện thoại của Hạ Thiên thì cảm thấy rất bất ngờ hình như còn có chút vui sướng. Sau khi đại ca rời khỏi thủ đô thì giống như không cần đến hắn, cũng may mà đại tẩu ở thủ đô vẫn còn cho ra chút lực, Mộc Hàm ngẫu nhiên còn ra tay giúp đỡ Bạch Gia. Không có gì, cậu có biết tên Viên Thế Tài không? Hạ Thiên Thuận miệng hỏi. Viên Thế Tài sao? Bạch Tiểu Lỗi ngẩn ngơ. Biết, người này là con thứ hai nhà Viên Gia, là anh của tên ngốc Viên Thế Phong kia, tên kia có vẻ rất phát triển ở phương diện làm ăn kinh doanh đúng là người viên gia. Hạ thiên lầm bầm, này, anh nhớ quan hệ giữa viên gia và tống gia là rất tốt thì phải. Thật ra cũng không tính là tốt, tống gia trước nay rất an phận, hơn nữa có vẻ rất chướng mắt với viên gia. Nhưng gần đây ở thủ đô biến đổi quá lớn, lý gia và tôn gia đều mất, những gia tộc khác tạo nên động tĩnh nhiều hơn, gần đây động tác của tống gia cũng rất mạnh. Bạch tiểu lỗi nhanh chóng nói rất nhiều người nói tống gia sẽ thay thế lý gia và trở thành đại gia tộc thứ hai thủ đô còn viên gia thì không biết tình huống cụ thể viên lão tam hình như đi rất gần với triệu gia nhưng viên lão nhị là viên thế tài lại có chút liên lạc với tống gia nhưng tất cả đều chỉ là tin đồn cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ nếu đại ca muốn biết thì em sẽ điều tra thêm vậy thì được chú điều tra thêm cho anh có tin gì cứ báo hạ thiên thuận miệng nói như vậy nhé anh cúp điện thoại đây Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó hắn quay đầu nhìn Kiều Tiểu Kiều. Viên Thế Tài ngu ngốc thật sự là người của viên gia thủ đô, nghe nói có chút liên hệ với Tống gia, không phải Tống Ngọc mị phái tên này đến làm phiền chúng ta đấy chứ. chồng nếu thật sự là như vậy thì rất phiền." Kiều Tiểu Kiều không khỏi có chút sầu lo. Viên Thế Tài bây giờ chính là công tử của bí thư tỉnh ủy, người này vừa ý hạng mục nào, sợ rằng trong phạm vi tỉnh Bình Hải có rất ít người cạnh tranh được. Nếu dùng thủ đoạn bình thường thì chúng ta tuyệt đối không thể nào giành được quyền khai phá Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên lại không cho là đúng. Không sao, chúng ta không dùng thủ đoạn bình thường là được. Chương 955, thật ra còn có một biện pháp khác. Thực tế Hạ Thiên đều không thích dùng thủ đoạn bình thường, hắn thấy sự việc quá phiền toái, nhưng Kiều Tiểu Kiều lại hy vọng sử dụng thủ đoạn kinh doanh bình thường để làm việc, vì vậy hắn đành phải để cho nàng làm nhưng bây giờ nàng đã nói thủ đoạn bình thường không làm gì được, như thế hắn cảm thấy cầu còn chưa được, hắn cảm thấy mình nên trực tiếp đến tìm vị bí thư huyện ủy kia, để đối phương bán thanh phong sơn cho mình, nếu không đồng ý thì cho đối phương biết tay. Nhưng, chồng, nếu sự việc náo loạn quá lớn thì Tống Ngọc Mỹ sẽ hoài nghi. Kiều Tiểu Kiều có chút lo lắng. Dù sao không náo loạn thì chị ta cũng đã nghi ngờ, điều này không sao, anh thấy tám phần là chị ta không thể làm gì được anh, nếu không đã sớm đến tìm anh rồi." Hạ Thiên chẳng quan tâm, từ khi Ninh Khiết xuất hiện trước mặt hắn nhiều lần, hắn sinh ra một cảm giác, thương thế của Tống Ngọc mỹ chắc chắn không nhẹ. "Chồng, em thấy hay là thế này, trước tiên chúng ta cứ đứng xem một thời gian, những ngày tới em đã điều tra về các thành phần đầu tư, để xem nên thu mua thế nào, trước tiên làm chút chuẩn bị. Căn cứ vào những tin tức của em thì trước Tết Nguyên Đán huyện Mộc Dương sẽ ký hiệp định sơ bộ về vấn đề đầu tư." vẫn còn hơn nửa tháng vì vậy chúng ta không nên quá vội vàng kiều tiểu kiều suy nghĩ một chút rồi nói em sẽ liên lạc với diệp mộng oánh và tiền đa đa sẽ để bọn họ chuẩn bị chút tài chính đến lúc đó nếu cần sử dụng thủ đoạn thu mua chúng ta có thể ra mặt mua tất cả các công ty cạnh tranh nhưng viên thế tài kia chắc chắn sẽ không bán công ty cho chúng ta hạ thiên mở miệng nói chồng chẳng phải bây giờ chúng ta còn chưa thể xác định viên thế tài có quan hệ với tống ngọc mỹ hay không sao nếu khi đó hắn không chịu bán như vậy rõ ràng có ý châm trích chúng ta đến lúc đó cho anh dùng thủ đoạn khác cũng chẳng muộn kiều tiểu kiều khẽ nói hạ thiên suy nghĩ rồi gật đầu được rồi cứ làm theo những gì em nói hai người xem như đã quyết định sự việc sau đó kiều tiểu kiều bắt đầu làm việc hạ thiên lại cảm thấy nhàm chán vì vậy hắn quyết định đi tìm vân thanh Tuy nói hắn có ba bà vợ ở huyện Mộc Dương, nhưng bây giờ Liễu Mộng đi chơi với người khác, Kiều Tiểu Kiều làm chuyện hắn nhìn vào không hiểu, cũng chỉ còn Vân Thanh có thể chơi đùa với hắn mà thôi. Hạ Thiên rời khỏi phòng Kiều Tiểu Kiều, sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi cho Vân Thanh, hắn muốn biết nàng ở đâu. Nhưng hắn còn chưa kịp điện thoại thì cảm giác có người đuổi theo phía sau, quay đầu nhìn lại, thì ra là Kiều Phượng Nhi. Này, anh chờ chút. Kiều Phượng Nhi nhanh chóng đến trước mặt Hạ Thiên. Có gì vậy? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Tôi còn bận rộn, cần phải đi tìm vợ. Bận rộn cái đầu anh. Kiều Phượng Nhi thầm mắng, lưu manh này suốt ngày không làm việc gì đàng hoàng, chính sự không làm, nếu nói hắn bận rộn nhiều việc thì rõ ràng là gặp quỷ. Nhưng Kiều Phượng Nhi cũng chỉ biết mắng trong lòng, ngoài miệng lại dùng giọng năn nỉ nói. Anh có thể làm chỗ này của tôi nhỏ đi một chút sao? Tất nhiên là thật, tôi cũng không gạt cô, Hạ Thiên thuận miệng nói. Ngoài vấn đề mát xa, còn có biện pháp nào khác không? Kiều Phượng Nhi cắn răng hỏi, đây là vấn đề mà nàng khúc mắc từ lâu, nàng muốn bộ ngực mình nhỏ đi, nếu cứ để thế này không những ảnh hưởng đến năng lực hoạt động, hơn nữa còn ảnh hưởng đến mỹ quan dáng người của nàng. Đặc biệt là vấn đề dáng người, đây chính là vấn đề mà nàng khó thể chịu đựng được, nàng vẫn còn là thiếu nữ 18, đừng tưởng nàng là một vệ sĩ mà coi thường, nàng vẫn còn là thiếu nữ thanh xuân thật ra còn một biện pháp khác hạ thiên suy nghĩ rồi dùng giọng nghiêm trang nói biện pháp gì kiều phượng nhi vội vàng nói à đơn giản thôi chính là dùng dao gọt đi một chút như vậy thì rất nhanh hạ thiên hời hợt nói cái gì kiều phượng nhi lập tức choáng váng nửa ngày sau nàng mới nói một câu anh điên rồi cô mới điên hạ thiên lập tức mất hứng nếu cô còn tiếp tục nói lung tung tôi sẽ biến cô thành đàn ông anh 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 kiều phượng nhi vừa tức vừa giận nàng thật sự bị hạ thiên hù dọa nhưng nàng không dám mắng hắn khốn nổi nàng vẫn còn tức giận chỉ có anh mới nghĩ ra biện pháp thái quá kia mà thôi là cô muốn tìm biện pháp khác tất nhiên đây là biện pháp khác tôi tuyệt đối có thể sử dụng biện pháp này làm ngực cô nhỏ đi hơn nữa cô sẽ không việc gì à nhưng nếu như vậy thì chỗ đó của cô sẽ có chút khó xem mà người khác sẽ không thấy được đâu nhưng chồng cô sẽ rất đáng thương buổi tối nhìn thấy sẽ gặp ác mộng hạ thiên vẫn không quan tâm kiều phượng nhi cực kỳ bức bối nàng ngây người nàng có chút lo lắng hỏi còn nếu mát xa một tháng như vậy chỗ này sẽ khôi phục lại như bình thường phải không không cần một tháng chỉ cần bảy ngày là được bảy ngày là có thể giống như trước à tôi thấy nhỏ hơn trước kia một chút thì tốt hơn hạ thiên nhanh chóng nói chỉ cần bảy ngày là được sao trong giọng nói của Kiều Phượng Nhi có hương vị vui sướng, thật ra điều này cũng là bình thường, nàng tưởng rằng sẽ bị lưu manh mát xa một tháng, đột nhiên biết được chỉ phải mát xa một tuần, sao nàng không vui cho được. Lúc này nàng giống như đã quên, dù là mát xa một tháng hay một tuần thì một người phụ nữ chưa từng bị đàn ông đụng vào, sẽ có nhiều chỗ bị hạ thiên sờ loạn. Đúng vậy, là 7 ngày, mỗi ngày mát xa 10 phút. Hạ thiên tỏ ra rất tin tưởng. Vậy khi nào anh giúp tôi mát xa? Kiều Phượng Nhi cố gắng nói ra những lời này, sau khi nàng nói xong thì cảm thấy cơ thể nóng lên. Đúng là gặp quỷ, thế đạo bây giờ là gì, Kiều Phượng Nhi nàng phải cầu xin lưu manh Hạ Thiên mát xa ngực sao. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ vị kia của Kiều Phượng Nhi, sau đó hắn nói. Bây giờ hoàn toàn có thể, bây giờ tôi vừa vặn không phải làm gì. Kiều Phượng Nhi nghe nói như vậy thì chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên, vừa rồi hắn mới nói mình bận rộn nhiều chuyện, bây giờ lại nói không có việc gì sao. Được, đến phòng của tôi. Kiều Phượng Nhi tuy rất tức giận nhưng đã đưa ra quyết định, nàng cũng không do dự, thừa dịp Kiều Tiểu Kiều và Kiều Hoàng Nhi không có mặt, nàng vừa vặn có thời gian cho Hạ Thiên đến mát xa ngực. Nàng cũng không muốn cho Kiều Hoàng Nhi biết được chuyện này. Mà điều này cũng làm cho Kiều Phượng Nhi rất khó hiểu, nàng làm sao vậy? Sao giống như yêu đương vụng trộm với lưu manh Hạ Thiên như thế? Có trời đất chứng giám, Nàng thật sự không yêu đương vụng trộm gì với tên khốn này. Hạ Thiên đang chuẩn bị đồng ý thì đúng lúc này điện thoại vang lên, hắn lấy điện thoại ra xem, số máy lạ. Hắn suy nghĩ một chút rồi nhận máy. Alo, ai vậy? Hạ Thiên vừa gọi điện vừa nhìn bộ ngực kiều phượng nhi, trong lòng thầm nghĩ không biết xúc cảm chỗ đó thế nào, nếu xúc cảm không tốt thì hắn sẽ lỗ vốn. Chương 956, vợ đại yêu tinh cũng đến. Là tôi đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói cực kỳ dễ nghe hạ thiên dù đã lâu chưa được nghe qua âm thanh này nhưng vẫn có thể nhận ra vì hắn luôn nhớ rõ giọng nói của các bà vợ của mình vợ đại yêu tinh là chị sao hạ thiên có vẻ rất vui sướng chị rốt cuộc có nhớ tôi không nhưng bây giờ tôi không có mặt ở thủ đô không thể đến tìm chị được ngay chị cũng đừng gấp sau này tôi sẽ đến thủ đô người điện thoại đến chính là triệu vũ cơ nổi tiếng thiên hậu hoa ngữ là ca sĩ nổi tiếng nhất. Nhưng bây giờ địa vị của nàng bị ma nữ mộng mộng khiêu chiến, âm thanh của ma nữ mộng mộng có thể nói là của tự nhiên, dùng tốc độ cực nhanh để chinh phục khán giả yêu nhạc, nếu nói về ca hát thì liễu mộng có thể nói đã vượt xa triệu vũ cơ. Nhưng ma nữ mộng mộng không tham dự vào những hoạt động công chúng, xem như rất thần bí, vì vậy mà triệu vũ cơ vẫn có cơ hội nổi trội. Kết quả là bây giờ triệu vũ cơ và ma nữ mộng mộng, mộng có thể nói là có địa vị tương xứng trong giới ca sĩ hoa ngữ. Hạ Thiên thật ra luôn nhớ thương vợ đại yêu tinh, nhưng bây giờ hắn không có thời gian đến thủ đô, nhớ thương cũng không có biện pháp. Vợ đại yêu tinh lại không nghe lời, nếu muốn nàng đến tận cửa là không có khả năng, chỉ có thể đợi đến khi hắn đến thủ đô, như vậy mới có thể ra tay giáo dục vợ đại yêu tinh được. Tôi không ở thủ đô. Sọng điệu của triệu vũ cơ có chút kỳ quái, giống như không như trước kia nàng nói chuyện với Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên cảm thấy điều này rất bình thường, dù sao bọn họ cũng đã hai tháng chưa gặp mặt. Vợ đại yêu tinh, chị đang ở đâu? Hạ Thiên vội vàng hỏi một câu. Triệu Vũ cờ ở bên kia trầm mặc vài giây, sau đó nàng nói ra vài chữ. Tôi đang ở huyện Mộc Dương. Hạ Thiên có chút sững sờ, sau đó hắn chợt mừng rỡ. Vợ đại yêu tinh, chị đang ở huyện Mộc Dương sao? Chị ở chỗ nào? Tôi sẽ đến tìm chị ngay. Tôi đang ở một chỗ khá vắng, cụ thể là nơi nào cũng không rõ. Tôi nghe nói nơi đây mới xây một quảng trường tôi định đi xem, nếu không chỉ cứ ở đó chờ tôi. Triệu vũ cơ lần này không từ chối gặp mặt Hạ Thiên, nàng trầm ngâm một chút rồi chủ động nói địa điểm gặp mặt. Được, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại, cũng không thèm chào hỏi Kiều Phượng Nhi, cứ như vậy mà chạy mất. Điều này làm cho Kiều Phượng Nhi thiếu chút nữa muốn đập đầu vào tường, lưu manh đáng chết này thật sự quá đáng, nàng đưa ra quyết tâm cho hắn mát xa ngực là dễ dàng sao nhưng tên khốn kia đã đồng ý và bây giờ lại chạy mất. Bây giờ Hạ Thiên thật sự rất quen với quảng trường của huyện Mộc Dương, dù sao hắn cũng đã đến đây được hai lần, đối với một huyện nhỏ như Mộc Dương thì một quảng trường cũng có thể xem là kiến trúc mang tính chất dấu hiệu. Hạ Thiên dùng tốc độ cực nhanh chạy đến quảng trường, sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất để xem mặt tất cả mọi người ở nơi đây, cuối cùng hắn phát hiện vợ đại yêu tinh còn chưa đến. Nhưng hắn cũng gặp mặt vài người quen ở đây liễu mộng và địch viện đang chụp ảnh trong quảng trường tiểu bại hoại cậu đến đây làm gì khi thấy hạ thiên thì liễu mộng có chút mất hứng đã nói đến chiều nay cậu không được đi chơi với chị mà liễu mộng không đợi hạ thiên nói chuyện mà kéo tay địch viện 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 chúng ta đi đổi chỗ khác chị không muốn chơi đùa với tiểu bại hoại ở đây hạ thiên có chút buồn bực hắn quyết định tối nay sẽ trừng phạt chị mộng rõ ràng không nể mặt hắn à anh bạn xấu hổ quá tôi cũng phải đi đái kim lại bắt chuyện với hạ thiên sau đó bỏ đi hạ thiên ngược lại cũng không đi theo dù sao hắn cũng đến đây vì vợ đại yêu tinh sau khi đám liễu mộng đi được vài phút thì hạ thiên thấy một chiếc xe chạy đến sau đó dừng lại trên đường bên cạnh quảng trường một cô gái mặc áo khoác màu nâu từ trong xe bước ra chiếc áo khoác của cô gái mở rộng có thể thấy bên trong là áo màu cho và quần jean xanh đậm cặp đùi đẹp thon dài của nàng cũng bộc lộ rõ ràng dù trên mặt là cặp kính dâm lớn nhưng vẫn có thể làm người ta nhìn ra dung nhan tuyệt sắc hạ thiên chỉ cần nhìn qua là biết đây chính là vợ đại yêu tinh với dáng người không thua kém bao nhiêu so với vợ cảnh sát tỷ tỷ triệu vũ cơ triệu vũ cơ nói vài câu với tài xế sau đó xe chạy đi triệu vũ cơ xoay người nhìn lướt qua sau đó đi về phía hạ thiên mình đứng trong đám người không tầm thường vợ đại yêu tinh chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra hạ thiên lầm bầm một câu sau đó hắn lóe người về phía triệu vũ cơ một giây sau hắn xuất hiện trước mặt nàng sau đó hắn thuận tay ôm lấy vòng eo của nàng đồng thời cười hì hì nói vợ đại yêu tinh xem ra chị thật sự nhớ tôi cố ý chạy từ thủ đô đến đây tìm tôi triệu vũ cơ vội vàng lách eo muốn tránh khỏi đòn tập kích của hạ thiên nhưng nàng cảm thấy eo bị siết chặt nàng vẫn bị hạ thiên ôm lấy tuy nàng đã giành được đòn tập kích đầu tiên của hạ thiên trước kia nhưng bây giờ lại không thoát thả tôi ra. Triệu vũ cơ khẽ vùng vẫy, nàng có chút tức giận. Nếu cậu như vậy thì tôi sẽ về lại thủ đô. Vợ đại yêu tinh, chị thật sự quá keo kiệt, để tôi ôm một cái cũng không được. Hạ thiên có chút mất vui, nhưng hắn vẫn thả triệu vũ cơ ra. Vợ đại yêu tinh vất vả lắm mới từ thủ đô đến huyện Mộc Dương, hắn cũng không muốn để nàng chạy về thủ đô mất. Tôi không phải là hạng phụ nữ tùy tiện. Triệu vũ cơ thản nhiên nói. Nếu cậu thật sự yêu tôi, Cậu phải tôn trọng tôi, tôi sẽ cho cậu cơ hội theo đuổi." Hạ Thiên có chút buồn bực, vợ đại yêu tinh sao giống vợ mị mị như vậy? Cũng muốn hắn theo đuổi, không thể làm vợ hắn rồi theo đuổi sao sao? Dù sao thì kết quả cũng như nhau mà thôi. Khi thấy Hạ Thiên biết điều thì vẻ mặt Triệu Vũ Cơ có hơi tốt lên, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn. "Tôi không phải cố ý đến đây tìm cậu, tôi đến đây giải sầu. Gần đây nghe nói trên mạng có nhiều người đến Thanh Phong Sơn lại nghe yêu yêu nói cậu đang ở đây vì vậy tôi đến đây vợ đại yêu tinh sao chị phải giải sầu hạ thiên có chút kỳ quái chị không vui sao có phải có người chọc chị không tôi đi xử lý hắn không có gì chỉ là gần đây không có linh cảm gì cũng không muốn ca hát tâm tình có hơi phiền muộn vì vậy quyết định nghỉ ngơi một thời gian triệu vũ cơ lắc đầu đúng rồi nghe nói thanh phong sơn bốn mùa đều như mùa xuân dù là chỗ nào cũng xanh mướt mắt vì vậy mới gọi là Thanh Phong Sơn, có phải không? chương 957, Mỹ Nhân Ngư đầu thai. Hình như là vậy, Hạ Thiên Thuận miệng nói. Nhưng vợ đại yêu tinh, tôi nói cho chị biết, thật ra đó chỉ là giả, Thanh Phong Sơn căn bản không phải bốn mùa đều là mùa xuân, bây giờ trên đó cũng rất lạnh. Đều là giả sao? Triệu Vũ Cơ có chút buồn bực. Như vậy phải nói thế nào? Điều này, vợ đại yêu tinh, cái này không thể nói cho rõ ràng, nhưng sau này chị sẽ rõ. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Triệu Vũ Cơ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hạ Thiên. Cậu hình như rất quen thuộc Thanh Phong Sơn thì phải. Đúng vậy. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ đại yêu tinh, sau này chị cũng sẽ rất quen thuộc Thanh Phong Sơn. Tại sao vậy? Triệu Vũ Cơ có chút bất ngờ. Vợ đại yêu tinh, nếu chị để tôi ôm một cái, tôi sẽ nói. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vậy thì thôi, coi như tôi chưa hỏi. Triệu Vũ cơ rõ ràng không muốn cho Hạ Thiên ôm, nàng nói xong thì chậm rãi đi về phía trước, Hạ Thiên đuổi theo cùng sóng vai đi với nàng. Lúc còn rất nhỏ, tôi cho rằng thủ đô rất nhỏ. Có một lần tôi cùng người ta đánh cuộc, tôi nói một ngày có thể đi khắp một lượt ở thủ đô, kết quả tất nhiên là tôi thua, lúc đó không thể bỏ ra thời gian một ngày để đi toàn bộ thủ đô, vì tôi lạc đường triệu vũ cơ vừa đi về phía trước vừa dùng giọng mở ảo nhớ lại chuyện xưa sau đó tôi lớn hơn một chút tôi nghĩ nếu có người đi cùng mình khắp thủ đô như vậy người đó nhất định sẽ rất tốt với tôi hạ thiên lập tức đón lời vợ đại yêu tinh tôi có thể cùng chị đi khắp thủ đô triệu vũ cơ không quan tâm đến hạ thiên nàng tiếp tục nói về sau tôi thật sự hiểu ra tôi hiểu ý nghĩ của mình thật sự quá nhàm chán Thật ra dù có người cùng tôi đi khắp thủ đô cũng không thể nói lên được điều gì. Nếu tôi đề xuất yêu cầu như vậy thì ở thủ đô sẽ có rất nhiều đàn ông tình nguyện đi làm, nhưng trong số đó sẽ không có vài người thật lòng. Vợ đại yêu tinh, tôi nhất định là một kẻ thật lòng trong số ít đó. Hạ Thiên lại đón lời. Chuyện này không quan trọng với tôi, nhưng tôi có nghe nói, khi tâm tình thật sự không tốt thì thường nhìn sự việc ở mặt phiến diện, có lẽ khi tâm tình của tôi tốt hơn sẽ khá hơn cậu có muốn giúp tôi thử nghiệm không triệu vũ cơ chậm rãi nói hạ thiên có chút kỳ quái vợ đại yêu tinh chị muốn làm chuyện nhàm chán gì thủ đô quá lớn nếu đi khắp thủ đô cũng hơi khó nhưng huyện mộc dương này rất nhỏ không bằng chúng ta đi khắp tất cả đường lớn trong huyện này triệu vũ cơ mở miệng nói tốt hạ thiên lập tức đồng ý đi đường tuy nhàm chán nhưng thật sự không phải là chuyện vất vả đối với hắn đi thôi Triệu Vũ Cơ bước đi nhanh hơn, hy vọng chiều nay chúng ta có thể đi khắp thị trấn. Một buổi chiều Hạ Thiên chủ yếu đi với Triệu Vũ Cơ, thật ra đi ngoài đường cũng không có vấn đề, nhưng Triệu Vũ Cơ không cho hắn nắm tay, điều này làm hắn cảm thấy buồn bực. Tuy huyện Mộc Dương thật sự không lớn, nhưng nếu muốn dùng một buổi chiều mà đi khắp huyện thì thật sự có chút khó khăn. Tất nhiên nếu Hạ Thiên dùng tốc độ cực nhanh để chạy đi thì rất nhanh, nhưng vấn đề là Triệu Vũ Cơ đi rất chậm mãi đến khi trời tối mịt thì bọn họ vẫn chưa đi xong vài con đường. Tất nhiên Triệu Vũ Cơ có lẽ vì nhàm chán mới đi mà thôi, cũng không phải muốn xem tất cả con đường trong huyện Mộc Dương. Thực tế bây giờ nàng cũng coi như rời khỏi nội thành huyện thành, đã đi đến một ngôi biệt thự nằm rìa thị trấn. Đây là một ngôi biệt thự chính thức, diện tích khá lớn, so ra lớn hơn rất nhiều so với biệt thự bên bờ sông của Thạch Trường Canh, nơi này rất vắng, cả ngàn mét xung quanh không có nhà cửa. Đại yêu tinh, đây là nhà của chị ở đây sao? Hạ Thiên thấy Triệu Vũ Cơ trực tiếp rút chìa khóa ra thì dùng giọng kỳ quái hỏi. "Không phải." Triệu Vũ Cơ lắc đầu. "Nhưng đây là một ngôi biệt thự duy nhất ở huyện Mộc Dương mà có bể bơi ở bên trong, vì vậy tôi tạm thời thuê lại, trước khi rời khỏi huyện Mộc Dương thì tôi sẽ ở lại chỗ này." Triệu Vũ Cơ đi vào phòng khách, nàng cởi áo khoác đặt lên ghế salon, lúc này tư thái thon thả đẹp đẽ của nàng bộc lộ trước mặt Hạ Thiên. Vợ đại yêu tinh, chỗ này chỉ có mình chị thôi sao?" Hạ Thiên lại hỏi. "Tạm thời chỉ có một mình tôi, ngày mai sẽ có người giúp việc đến làm cơm và quét dọn vệ sinh." Triệu Vũ Cơ thuận miệng nói một câu. "Đúng rồi, thuận tiện nói cho cậu biết, đêm nay không có người nấu cơm, tôi cũng không muốn ra ngoài dùng cơm, nếu cậu muốn đi ăn thì cứ đi, tôi đi bơi." Triệu Vũ Cơ lên lầu, nàng thay áo tắm, bên ngoài là một chiếc áo khoác, sau đó xuống lầu nhảy vào bể bơi. Tuy bây giờ thời tiết rất lạnh, nước trong bể bơi cũng cho thấy là rất lạnh, nhưng nàng bơi qua bơi lại giống hệt như một mỹ nhân ngư đang vui sướng. Vợ đại yêu tinh, tôi cảm thấy kiếp trước chị nhất định là yêu tinh. Hạ Thiên đứng bên bể bơi mở miệng nói. Tôi thấy cậu mới là yêu quái. Triệu Vũ Cơ vừa bơi vừa nói, nàng ở trong bể bơi hình như có vui vẻ hơn, lúc này cũng có tâm tư đấu võ mồm với Hạ Thiên. Vợ đại yêu tinh, tôi không phải là yêu quái, tôi chỉ là một người bình thường nhưng tôi cảm thấy chị nhất định là mỹ nhân ngư đầu thai hạ thiên cười hì hì nói triệu vũ cơ cũng không phản bác những lời này đôi khi nàng cũng thật sự cảm thấy mình là mỹ nhân ngư nếu không thì sao nàng lại thích nước đến như vậy vợ đại yêu tinh tôi xuống bơi với chị được không hạ thiên thưởng thức một lúc cuối cùng không nhịn được phải nói không được triệu vũ cơ trả lời rất dứt khoát sao lại không hạ thiên không cam lòng hỏi không sao chăng gì cả, tóm lại nếu cậu xuống thì tối nay tôi về thủ đô." Triệu Vũ Cơ trả lời. Hạ Thiên lại buồn bực, vợ đại yêu tinh này lại dùng chiêu thức cũ uy hiếp hắn, nếu hắn sợ nàng sẽ thật sự về thủ đô thì chỉ còn cách đứng trên bể bơi làm khán giả mà thôi. Nhưng được thưởng thức Triệu Vũ Cơ mặc đồ tắm bơi lội ở khoảng cách gần, cũng có thể thấy hai chân thon dài trắng nõn của nàng đong đưa trong nước, thật ra đây là một sự kiện rất hạnh phúc. Đột nhiên cổ tay trái của Hạ Thiên rung lên, là chiếc đồng hồ chuyên dụng đặc biệt của ám tổ đang dung, hắn giờ đồng hồ lên xem, không khỏi ồ lên một tiếng. Lần trước Mỹ Nhi có nói, khi thành viên ám tổ gặp việc nguy hiểm thì có thể phát tín hiệu cầu cứu thông qua đồng hồ, mà mỗi thành viên ám tổ đều có thể nhận được. Bây giờ Hạ Thiên nhận được tín hiệu này, quan trọng là vị trí phát tín hiệu rất gần chỗ hắn đang đứng. chương 958, số đỏ. Hạ Thiên vẫn còn nhớ rõ lời nói của Mỹ Nhi, nếu thành viên ám tổ phát ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp thì nhất định đang ở vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy tất cả thành viên ám tổ ở gần, dưới nguyên nhân không đặc thù đều phải đến cứu viện. Nhưng Hạ Thiên nghĩ mãi không rõ, hắn đang ở đây với vợ đại yêu tinh, điều này có tính là đặc thù hay không? Khi Hạ Thiên đang suy nghĩ về vấn đề này thì điện thoại vang lên, hắn lấy ra xem, phát hiện người gọi đến là Mỹ Nhi, điều này thật sự khó thể có được, vì trước nay vợ Mỹ Nhi căn bản không chủ động tìm hắn vợ Mỹ Nhi. Hạ Thiên tranh thủ nhận điện thoại, nhưng hắn vừa nói được một câu thì đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh vội vã của Mỹ Nhi. Cậu còn đứng đó làm gì? Mau đi cứu người, đinh tiểu kiếm người của huyền tổ đang phát ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, ở huyện Mộc Dương, cách cậu chỉ có hai cây số, cậu đi ngay. Được rồi, tôi đi ngay. Hạ Thiên không đi không được, vợ Mỹ Nhi đã lên tiếng, hắn phải hành động. Sử Bằng Phi năm nay 26 tuổi có một phần kinh nghiệm làm người ta cực kỳ hâm mộ, hắn xuất thân từ một gia đình cán bộ bình thường trong nội địa, tốt nghiệp trung học cũng không lựa chọn ở lại trong nước mà sang Singapore du học. Khi học đại học ở Singapore thì hắn được bạn bè gọi là số đỏ. Vào tối sinh nhật Sử Bằng Phi 20 tuổi, có vài người bạn đưa hắn đến quán ba uống rượu mừng sinh nhật, tối đó hắn gặp một nữ sinh uống rượu say trong quán ba, sau đó cùng nữ sinh này vượt qua một đêm, hỗn loạn. Lúc đầu đoàn người cho rằng đây chỉ là vận may ăn mảnh của sử bằng phi, nhưng sau này lại phát hiện sự việc không phải chỉ là như vậy. Nữ sinh đã trải qua một đêm hỗn loạn với sử bằng phi không phải là người thường, nàng gọi là An Tiểu Bội, là con gái thiên kim của chủ tịch tập đoàn An Thị nổi tiếng Singapore. Nghe nói An ra có khá nhiều truyền thống, mà tối đó lại là lần đầu tiên của An Tiểu Bội, kết quả là sử bằng phi phải là người phụ trách của An Tiểu Bội thực tế sử bằng phi cũng không phải là lãng tử tình trường, tối đó cũng là lần đầu tiên của hắn, an tiểu bội tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng tuyệt đối được gọi là người đẹp. Bây giờ hắn phải phụ trách một người phụ nữ vừa có tiền vừa xinh đẹp, tất nhiên hắn sẽ cực kỳ tình nguyện. Cứ như vậy mà sử bằng phi và an tiểu bội thiết lập quan hệ tình nhân, khi hắn tốt nghiệp đại học thì chính thức kết hôn với nàng. Những gì xảy ra giữa sử bằng phi và an tiểu bội được những người quen biết bàn luận say xưa, hơn nữa còn dùng những thứ đó làm nổi tiếng đại danh số đỏ sau khi xử bằng phi tốt nghiệp đại học thì vào làm ở tập đoàn an thị hắn cùng làm việc với an tiểu bội lúc này an tiểu bội chưa chính thức tiếp nhận tập đoàn an thị nhưng vì bồi dưỡng năng lực nên cha nàng chính là chủ tịch tập đoàn an thị quyết định cho nàng một ít tài chính để nàng đầu tư vào vài lĩnh vực là những lĩnh vực mà trước kia không liên quan đến tập đoàn an thị nếu đầu tư thành công thì sẽ góp thêm chút sức mạnh cho an thị nếu thất bại thì cũng coi như an tiểu bội rèn luyện. Hạng mục du lịch chính là lĩnh vực mà tập đoàn An thị trước nay chưa từng động vào, lúc này An tiểu bội và Sử Bằng Phi theo dõi Thanh Phong Sơn, bọn họ cảm thấy Thanh Phong Sơn gần đây khá nóng, có thể đầu tư thành công, như vậy có thể kiếm tiền. Nếu so sánh với những nhà đầu tư khác thì bọn họ cũng có ưu thế, vì nhà đầu tư bên ngoài luôn được hoành nghênh. Lần này An tiểu bội và Sử Bằng Phi vào huyện Mộc Dương thì lập tức được chính quyền địa phương huyện Mộc Dương chiêu đãi nhiệt tình vì huyện Mộc Dương không có khách sạn nào quá sang trọng, dù là khách sạn đông thăng cũng quá bình thường, mà An Tiểu Bội lại ở không quen. Vì vậy huyện Mộc Dương quyết định tìm cho bọn họ một căn biệt thự để ở lại tạm thời, cứ như vậy mà An Tiểu Bội và Sử Bằng Phi mang theo hai vệ sĩ đến ở lại trong một ngôi biệt thự. Tối hôm nay khi hai người bọn họ quay về biệt thự thì đột nhiên phát hiện có bốn người đang chờ mình bên trong, đó là ba nam một nữ, cũng không phải là người Hoa. Quan trọng là đám người này đều cầm súng, họng súng chĩa vào bốn người bọn họ. Các người muốn gì? An tiểu bội có vẻ khá chấn tĩnh, nàng dùng tiếng anh hỏi. Muốn tiền sao? Tôi có thể cho các người tiền, các người đừng nên làm thương tổn chúng tôi. An tiểu bội cho rằng những người này đến vì mình, nàng là thiên kim tập đoàn An Thị, nàng là người Singapore, đám người kia không phải là người Hoa, có lẽ là người Âu Mỹ. Nàng cảm thấy bọn họ có lẽ có thù hận gì đó trong cạnh tranh với tập đoàn An Thị. An tiểu thư, chúng tôi không có hứng thú với cô, chúng tôi muốn vị hôn phu của cô, nếu cô hợp tác, tôi có thể đảm bảo không làm cô tổn thương. Người phụ nữ duy nhất trong đám người chợt mở miệng. Cái gì? An tiểu bội cực kỳ khiếp sợ. Các người, các người muốn bắt cóc bằng phi sao? Đúng vậy, An tiểu thư, cô đã đoán đúng. Một tên đàn ông mở miệng, đồng thời phân phó người phụ nữ. Karen, trói bọn họ lại. Người phụ nữ thu hồi súng rồi bắt đầu hành động. Nàng chói một tên vệ sĩ lại. Vì có vài khẩu súng chĩa vào người nên đám vệ sĩ không dám hành động, nhưng khi người phụ nữ kia bắt đầu chói tên vệ sĩ thứ hai, tên này trước đó đang quỳ dạp xuống đất không cử động chợt phản kích. Người đàn ông này tung ra một quyền trúng gáy người phụ nữ, nàng chưa kịp phát ra âm thanh gì thì ngã xuống đất. Điều làm cho ba tên đàn ông ngoại quốc không ngờ chính là tên vệ sĩ kia có mang theo súng, khi đánh ngã người phụ nữ ngoại quốc thì hắn cũng rút súng ra bóp cò. Đùng đùng đùng. Á! À, hai tên đàn ông không kịp chuẩn bị, một tên bị trúng đạn giữa ngực và té ngửa xuống đất, một tên khác bị trúng đạn vào đùi, vì vậy mà không khỏi quỳ xuống đất phát ra tiếng hét khổ sở. Tên đàn ông cuối cùng ở cách xa tên vệ sĩ nhất đã bắt đầu phản ứng, khoảnh khắc khi tiếng súng vang lên thì hắn đã nghiêng người tránh né và phản kích. Đùng đùng, khoảnh khắc này tiếng súng vang lên liên tục, trong phòng khách đạn bay tung tóe, An Tiểu bội sợ đến mức mặt mũi tái nhợt, nhưng nàng phản ứng rất nhanh nàng vội vàng kéo sử bằng phi trốn ra sau ghế sa lông, vì thế mà không bị vạ lây. Còn tên vệ sĩ nhát gan còn lại thì chúng phải đạn lạc, người này chết hay chưa cũng khó thể biết được. Tên đàn ông bị trúng đạn trên đùi mắng lớn một câu, hắn quỳ một chân xuống đất, hắn dùng súng tự động bắn tên vệ sĩ kia. Người này là kẻ duy nhất mang theo súng trường, lúc này bị thương thì nổi giận mất đi lý trí. chương 959, chú cũng quá vô dụng. Tên vệ sĩ vội vàng phóng ra sau ghế sa lông, nhưng hắn không tự chủ được phải phát ra một tiếng rên rỉ. Tuy tốc độ của hắn là rất nhanh nhưng vẫn không thể nào tránh thoát nhiều đạn như vậy, vì thế mà trên đùi chúng đạn. Điều đáng ăn mừng duy nhất chính là hắn nhanh chóng nhào ra phía sau ghế sa lông, phía trước cũng có vài vật che chắn, không đến mức lộ thân trước hỏng súng của đối phương. Đùng đùng đùng. Tên đàn ông nước ngoài vẫn nổi điên dùng súng trường bắn liên thanh. Mau dừng tay tên đàn ông nước ngoài duy nhất không bị thương vội vàng quát mày muốn bắn mục tiêu chết luôn sao con bà nó tên đàn ông cầm súng trường nổi giận mắng một câu cuối cùng hắn cũng không tiếp tục nổ súng lúc này tên đàn ông không bị thương nắm chặt súng chậm rãi đi về phía ghế salon trong miệng còn nói xuất hiện đi tao biết mày hết đạn rồi tên vệ sĩ kia không nói gì hắn thật sự đã hết đạn nhưng hắn không lập tức đi ra hắn cần kéo dài thời gian vì hắn đã phát ra tín hiệu cầu cứu, thời gian càng dài càng có lợi. Làm sao bây giờ? An Tiểu Bội thật sự kinh hoàng. Đinh Tiểu Kiếm, anh, anh là ai? Anh không phải vệ sĩ bình thường, đúng không? An tiểu thư, cô đừng lo, mục tiêu của bọn họ không phải là cô, vì vậy cô sẽ không sao. Đinh Tiểu Kiếm này tất nhiên không phải là vệ sĩ tầm thường, vệ sĩ bình thường sao có thể thu phục được hai tên và bắn bị thương một tên trong đám người kia? Đáng tiếc là đối phương có bốn người, bây giờ hắn đã ở vào trong tuyệt cảnh. Này, bằng phi. An tiểu bội nhìn sử bằng phi ở bên cạnh, lúc này hắn có vẻ chấn định hơn nàng, tuy vẻ mặt vẫn rất bất an nhưng không hoảng loạn. Sử tiên sinh, đừng lo, sẽ có người đến giúp chúng ta. Ninh tiểu kiếm vừa nói vừa rút dưới đùi ra một thanh dao găm, hắn cũng không thể đặt hết hy vọng lên người kẻ khác, dù hắn đã hết đạn, còn bị thương, nhưng hắn sẽ không chờ chết, hắn là một thành viên ám tổ, dù chết cũng phải kéo theo vài thằng. Đinh Tiểu Kiếm vốn chỉ là một thành viên bình thường của huyền tổ, nhưng bây giờ ám tổ trùng kiến, bốn tổ thiên địa huyền hoàng đều quay về ám tổ, vì thế bây giờ hắn là một thành viên ám tổ. Đường đường là thành viên ám tổ nhưng lại hóa thân vào làm vệ sĩ bình thường, tất nhiên người được hắn bảo vệ phải có thân phận không tầm thường. Nhưng tình huống lại không giống như những gì người thường dự đoán, Hắn không phải đến để bảo vệ người thừa kế tập đoàn An Thị là An Tiểu Bội, thực tế hắn phải bảo vệ Sử Bằng Phi. Tất nhiên Sử Bằng Phi cũng không phải kẻ tầm thường, nếu nói một cách cụ thể thì hắn không phải có xuất thân trong một gia đình bình thường, mà là một gia đình khoa học. Cha của Sử Bằng Phi chính là một chuyên gia tên lửa, mẹ cũng liên quan đến đạn bom, mà anh trai song sinh của hắn cũng theo chân cha, cũng làm nghiên cứu về phương diện đạn đạo, hơn nữa nghe nói còn có xu thế trò giỏi hơn thầy. Sử bằng phi từ nhỏ đã không có hứng nghiên cứu khoa học, hắn cảm thấy anh trai kế thừa sự nghiệp của cha mẹ là đủ, hắn nên làm một người bình thường, kiếm chút tiền, có thời gian tiêu giao tự tại. Vì vậy mà hắn xuất ngoại du học ở Singapore, trong mắt người ngoài thì gia đình hắn rất bình thường, không có gì đặc biệt. Đáng lý ra thân phận của sử bằng phi cũng được giữ bí mật, người bình thường căn bản là không biết. Nhưng trước đây không lâu thì ngành tình báo của ám tổ nhận được tin thân phận của sử bằng phi rất có thể đã bị lộ ra, Đặc công nước ngoài cũng rất muốn từ trong miệng sử bằng phi mà biết được những kế hoạch ngầm của Trung Quốc, thậm chí sẽ có được những tư liệu quan trọng. Vì thế mà cha mẹ và anh trai của sử bằng phi được bảo vệ chặt chẽ, ám tổ lại sợ đối phương ra tay với sử bằng phi, vì vậy mới cho Đinh Tiểu Kiếm tạm thời lấy thân phận là vệ sĩ đi đến âm thầm bảo vệ bên cạnh sử bằng phi. Bây giờ sự việc xảy ra đã chứng minh tin tức tình báo của ám tổ là không sai, rõ ràng có người muốn ra tay với sử bằng phi nhìn qua thì giống như bọn họ chỉ muốn bắt cóc sử bằng phi rồi dùng để uy hiếp sẽ tìm ra được tư liệu từ cha mẹ hắn nhưng đinh tiểu kiếm không ngờ đối phương điều động một lần bốn người hơn nữa ngay từ đầu đã chiếm thượng phong hắn không kịp chuẩn bị tiếng bước chân ngày càng gần tuy đinh tiểu kiếm nhìn không rõ hành động nhưng cũng biết rõ đối phương đang tiếp cận ghế salon vì vậy mà hắn nắm chặt dao găm chuẩn bị cho ra một đòn cuối cùng xem ra gần đây không có thành viên ám tổ trong lòng Đinh Tiểu Kiếm bùng ra ý nghĩ như vậy, thật ra khi hắn phát ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp thì đã nghĩ đến điều này, mỗi thành viên ám tổ đều là tinh anh, dù là nhân viên bên ngoài cũng không phải người thường, vì thế mà thành viên cũng không nhiều, chẳng phải ở đâu cũng có. Huyện Mộc Dương là một địa phương nhỏ, cũng có rất ít thành viên đến đây chấp hành nhiệm vụ, vì vậy không có thành viên ám tổ ở đây là rất bình thường. Tiếng bước chân ngày càng gần, Đinh Tiểu Kiếm phát hiện mình không thể đợi được nữa hắn dồn sức rồi phóng ra đâm dao tới đùng một tiếng súng vang lên đinh tiểu kiếm cảm thấy tay phải đau nhức dữ dội dao găm rơi xuống đất một họng súng tối thui chĩa vào đầu giết chết hai người chúng tao bây giờ tao cũng không cho mày sống tên đàn ông nói sau đó bóc cò đùng tiếng súng vang lên á một tiếng kêu thảm vang lên cùng lúc đinh tiểu kiếm đang chờ chết chợt phát hiện tình huống có gì đó là lạ tiếng kêu thảm cũng không phải phát ra từ miệng hắn, hắn cảm thấy mình bay lên cao, lại thấy tên đàn ông vừa chĩa súng vào mình đang ngã trên mặt đất. con bà nó! tên đàn ông bị thương trên đùi lập tức nâng súng, nhưng bàn tay vừa cử động thì đột nhiên phát hiện súng không còn. sau đó một tên nào đó giẫm chân lên người hắn, một âm thanh bất mãn vang lên. đám ngu ngốc chúng mày dám quấy giày vợ anh bơi lội, anh sẽ xử lý chúng mày tên đàn ông ngoại quốc lúc này mới phát hiện trước mặt có thêm một người là một tên thanh niên chưa quá lớn tuổi hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn đối phương và dùng tiếng anh hỏi may may là ai đừng nói như vậy anh không hiểu tên thanh niên bất mãn nói sau đó hắn tung một cước tên đàn ông chợt hôn mê lúc này tên thanh niên nhìn về phía đinh tiểu kiếm hắn dùng giọng mất vui nói chú là đinh tiểu kiếm sao chú đúng là vô dụng có bốn người mà không làm gì được còn bắt anh chạy đến tận đây. Cậu, cậu là? Đinh Tiểu Kiếm có chút sững sờ, lúc này hắn đã biết tên thanh niên này cứu mình, nhưng không biết người này rốt cuộc là ai. Chương 960, anh không thể đổi từ ngữ khác sao? Anh là Hạ Thiên." Tên thanh niên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn lấy ra một cây ngân châm dùng tốc độ cực nhanh đâm vài cái lên người Đinh Tiểu Kiếm, cuối cùng hắn vỗ vài cái lên người đối phương rồi nói tiếp. "Được rồi, thương thế của chú không có vấn đề gì, sẽ nhanh chóng tốt lên thôi, đám người kia đã mất đi sức chiến đấu, giải quyết bọn họ thế nào là chuyện của chú, sau này những chuyện nhỏ nhặt như vậy đừng đến tìm anh. Hạ Thiên không cho Đinh Tiểu Kiếm cơ hội nói chuyện, hắn nói xong thì biến mất. Đinh Tiểu Kiếm chợt choáng váng, Hạ Thiên sao? Đây không phải là tên của ám hoàng mới nhận trước à? Tên thanh niên này là ám hoàng đời thứ hai sao? Chỉ có ta là vô thế giới hắc ám, 20 năm trước danh tiếng của Ám Hoàng làm cho nhiều kẻ sợ vỡ mật, tất nhiên Ám Tổ cũng được coi là tổ chức đặc công khá mạnh. Nhưng sau khi Ám Hoàng biến mất thì Ám Tổ coi như rắn mất đầu, cũng chẳng còn danh tiếng gì ra hồn, mà cái tên Ám Hoàng cũng dần như bị quên lãng. Lúc này một Ám Hoàng mới xuất hiện, hình như cũng không bùng lên con sóng nào quá lớn. Vì người trong Ám Tổ luôn cảm thấy Ám Hoàng bây giờ sợ rằng chỉ là một niềm an ủi tâm lý mà thôi, sợ rằng không thể nào lợi hại như trước. Thực tế trước kia Đinh Tiểu Kiếm cũng cho là như vậy, dù có người nói ám hoàng mới có công phu cao tuyệt, còn có y thuật thần kỳ, nhưng Đinh Tiểu Kiếm cảm thấy điều đó có hơn phân nửa là cố ý thần hóa. Nhưng bây giờ Đinh Tiểu Kiếm cảm thấy có lẽ lời đồn kia là sự thật, vị ám hoàng mới này thật sự mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Không có, không có gì sao. Âm thanh không yên của An Tiểu bội truyền đến làm Đinh Tiểu Kiếm giật mình thanh tỉnh. An Tiểu Thư, trước tiên các người lên lầu, tôi sẽ ở dưới xử lý. Đinh Tiểu Kiếm đi về phía An Tiểu Bội, hắn vừa mới dứt lời thì cảm thấy không đúng, kỳ quái, sao mình đi lại tự nhiên như vậy, không có chút dấu hiệu bị thương. Đinh Tiểu Kiếm nhanh chóng nhìn xuống vết thương của mình, sau đó ngây người, lúc này hắn mới nhớ đến những lời nói trước khi Hạ Thiên bỏ đi, đồng thời cũng hiểu lời đồn về y thuật cao siêu của Hạ Thiên, điều đó rõ ràng là thật. Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết phiền toái của Đinh Tiểu Kiếm, sau đó hắn bỏ đi ngay, nhưng hắn vẫn nhớ điện thoại cho Mỹ Nhi. Vợ Mỹ Nhi, tôi đã cứu tên Đinh Tiểu Kiếm, cũng xử lý vài tên. Hạ Thiên mở miệng nói. Biết rồi. Mỹ Nhi trả lời. Vợ Mỹ Nhi, chỉ có nên ban thưởng cho tôi không, đi chơi với tôi vài ngày chẳng hạn. Hạ Thiên bắt đầu nói về điều kiện. Đầu óc cậu có vấn đề à? Mỹ Nhi tức giận nói. Người được cứu chính là thủ hạ của cậu, đó là việc cậu nên làm. Còn nữa, Cậu là tổ trưởng ám tổ, tôi nào phải là tổ trưởng, muốn thưởng thì tự cậu thưởng cho mình, đừng đến tìm tôi." Mị Nhi không đợi Hạ Thiên trả lời mà cúp điện thoại, điều này làm hắn buồn bực, nếu sớm biết làm việc không được thưởng thì nhận chức tổ trưởng này làm quái gì. "Hừ, mình có thể tự ban thưởng cho mình, vì vậy tự ban thưởng Mị Nhi cho mình là được." Hạ Thiên lập tức có ý nghĩ mới, ngay sau đó hắn chợt vui sướng, sau này hắn gặp Mị Nhi và sẽ ban thưởng ngay còn tối nay hắn phải đến với vợ đại yêu tinh anh rể sao anh lại ở đây một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên sau lưng hạ thiên hạ thiên quay đầu lại nhìn hắn phát hiện cách đó không xa có một cô bé xinh đẹp đúng là thạch thuần tất nhiên thạch thuần cũng không đi một mình bên cạnh nàng là vân thanh chồng cậu đến tìm tôi sao vân thanh lúc này cũng khẽ hỏi các nàng gặp được hạ thiên cũng không có gì kỳ lạ vì tòa biệt thự mà hạ thiên đến cứu đinh tiểu kiếm cũng cách nhà thạch trường canh không xa trong huyện mộc dương thì đa số biệt thự đều xây bên bờ sông đúng vậy hạ thiên lập tức gật đầu hắn thấy vân thanh tất nhiên không thể nói mình không đến tìm nàng nếu nói như vậy nàng sẽ mất vui vì vậy hạ thiên đành phải nói dối chồng cậu ăn tối chưa vân thanh không khỏi hỏi thạch thuần vừa ăn tối xong chưa lâu nàng đang đưa cô bé đi tản bộ chưa hạ thiên nói thật sau đó hắn lại nói dối chị vân thanh tôi đến cùng đi dùng cơm với chị anh rẻ chị và em đã ăn cơm rồi thạch thuần mở miệng nói thuần thuần trước tiên chị đưa em về sau đó chị và anh rể của em cùng đi ăn tối có được không vân thanh khẽ hạ giọng thương lượng với thạch thuần thạch thuần có vẻ không rất tình nguyện nhưng cô bé vẫn gật đầu được rồi chị chị không cần đưa em về tự em về là được Ừ, vậy em về đi, chị muốn nhìn em vào trong nhà. Vân Thanh gật đầu, vị trí của bọn họ cách nhà thạch trường canh chưa tới 1 ngàn mét, tuy bây giờ là buổi tối nhưng vẫn có thể dễ dàng thấy được Thạch Thuần đã vào nhà hay chưa. Anh rể, em về trước nhé. Thạch Thuần bắt chuyện với Hạ Thiên, sau đó nàng chạy nhanh về nhà. Chưa đến một phút sau Vân Thanh đã thấy Thạch Thuần vào trong cổng, vì vậy nàng khoát tay Hạ Thiên dùng giọng dịu dàng nói. Đi thôi, chúng ta đi dùng cơm. Được. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy vòng eo của Vân Thanh, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là Vân Thanh tốt hơn, vợ đại yêu tinh không cùng hắn dùng cơm, xem ra đêm nay ăn cơm và có thể ăn luôn chị Vân Thanh. Hạ Thiên và Vân Thanh nhanh chóng đến quý tân tử ra, Hạ Thiên giữa trưa đã dùng cơm ở đây, hắn thấy hương vị thức ăn nơi đây là không tệ, vì vậy tiếp tục đến đây dùng cơm. Bây giờ là hơn 8 giờ tối, thật ra đã qua cao điểm dùng cơm tối nhưng trong nhà hàng vẫn còn rất nhiều người, ít nhất phòng riêng đã không còn. Hạ Thiên và Vân Thanh chỉ có thể tìm bàn ngồi ngoài đại sảnh. Bữa tối rất thuận lợi, không có ai đến quấy giày, tuy Vân Thanh đã ăn tối nhưng vẫn cùng ăn thêm một chút với Hạ Thiên. Sau khi bọn họ dùng cơm xong thì đã là 9 giờ tối, sau khi Hạ Thiên trả tiền thì kéo Vân Thanh đi, hắn quyết định làm chút hoạt động đêm khuya. Đúng lúc này một tên khốn lại xuất hiện. Vân Tiểu Thư, đúng là trùng hợp, em cũng ở huyện Mộc Dương sao? Một giọng nói kinh ngạc và vui mừng truyền đến anh có cảm thấy phiền không? Giữa chưa nói trùng hợp, tối cũng nói trùng hợp, anh không biết đổi từ khác sao? Hạ Thiên bất mãn mở miệng mắng. Có cái gì mà trùng với trả hợp, chị Vân Thanh là vợ tôi, tôi ở đây, tất nhiên vợ tôi cũng ở đây. Hạ Thiên sinh, cậu làm gì nóng tính thế? Người đến không phải là ai khác mà chính là viên thế tài, hắn nhìn Vân Thanh bị Hạ Thiên ôm mà trong lòng ghen ghét, giọng điệu lại rất bình tĩnh. Theo tôi được biết thì Hạ Tiên Sinh có rất nhiều vợ, vì vậy cậu ở đây chưa chắc Vân tiểu thư có ở đây. Ví dụ như trưa nay cậu đến đây với Kiều tiểu kiều tiểu thư, tối lại đến với Vân tiểu thư, những sự việc này rất khó đoán trước, không phải sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 960.